Cả nhà nha, em chào mọi người nè. Rồi, hello mọi người nha. Mấy chị đang vào like rồi, chấm chấm bài lên giúp em mấy chị ơi. Cả nhà vào like rồi, mọi chị cho em xin chấm nào. Nay em sẽ lên xuất hàng cho mọi người nha. Lúc xuất hàng này em về lô này là lô cuối rồi mấy chị. Đợt này xuất hàng giá sẽ tăng tí xíu mấy em á cả nhà hả. Cước tăng rồi, tiền bãi tăng, nói chung là trời ơi, nhưng vật liệu nay tăng giá mấy chị. Đợt này là em về lô cuối cho mọi người nha. Tranh thủ chốt mấy chị, hình đẹp lắm, rất là nhiều hình luôn. Đây để em ghim giá cho cả nhà luôn nè. Sai nhí, đây để em ghim giá xuất hàng cho cả nhà hả. Rồi cả nhà mình vào live, mấy chị nào thấy em chấm bài lên giùm em nha mọi người nha. Sao nhí tầm khoảng 10 cho đến 15. Rồi nhí là 10-15 kg cho em. Đợt mai xuất hàng sẽ tăng giá lên tí xíu giùm em á mọi người ha. Em về lô này lô cuối cho mấy chị rồi nha. Size nhí, size nhỏ và size đại giùm em mọi người, để em ghim cái bình luận cho mấy chị theo dõi cái giá cho nó dễ. Nhí nhỏ đại giúp em mọi người. Đây, size nhỏ tầm 23 kg thôi, 24 kg em cho qua size đại luôn cho thoải mái. Size nhí, size nhỏ, yếm váy hả chị? Yếm váy hiện tại em chưa có hàng chị ơi. Yếm váy hiện tại em chưa có nha. Hiện tại là em có chạy dòng hàng đồ bộ là nhiều mấy chị yêu. Rồi 24 cho đến là 35 kg là size đại cho em nè cả nhà nè. Rồi đây để em thôi. Rồi, ba dòng size giùm em nha mọi người nha. Size nhí, size nhỏ và size đại cho em á cả nhà. Mấy chị để ý cái bình luận em ghim nha mọi người. Đợt này xuất hàng sẽ tăng giá nó giùm em tí xíu á cả nhà ha. Em về lô này lô cuối rồi mọi người. Rồi, mấy chị nào thấy em chấm chấm bài lên cho em nha. Cả nhà mình vào like rồi chấm chấm bài lên giùm em nha mọi người ơi. Chị vào like rồi, mỗi chị cho em xin nút chia sẻ like cả nhà. Rồi đợi em xíu em đi chia sẻ like nào mấy chị yêu nè. Rồi em chào chị Lê Yến, em chào chị Lê Yến nè, em chào chị Tho nè, hello mọi người nha. Rồi cả nhà, ai xuất hàng đợt này em về đủ size nhí đại cụ, size nhí, size nhỏ, size đại luôn cho em mọi người. Nhắn tin bên tin nhắn hả? À dạ rồi, ok chị Misu nha, để lát nữa. Rồi bé trai 54 kg em có, chị theo dõi lo giùm em, lát nữa em lên nha. Bây giờ em lên xuất hàng trước nha mọi người, em lên xuất hàng trước rồi lát nữa em lên hàng cô tông xong cả nha. Dạ, mẫu bé gái 24 kg, 15 kg có thì thôi nghỉ nha, có. Xuất hàng đợt này em về size tầm khoảng 10 kg cho đến là 35 kg mấy chị. 10 kg đến 35 kg hàng xuất hàng đợt này cho em nha mọi người. Rồi cả nhà em chấm chấm bài chia sẻ like lên giùm em mọi người này, để em đi chia sẻ like xíu mấy chị yêu. Rồi em có ghim cái giá, mấy chị để ý cái giá giùm em nha mọi người nha. Giá đợt này sẽ tăng lên tí xíu giùm em cả nhà hả. Bên xưởng hiện tại là đang nguyên vật liệu đang tăng giá. Rồi đến đây giá đợt này em bán không lời luôn mấy chị, giá tăng cao lắm luôn. Rồi
Chào mọi người nè, xin chào chị Hồng Nguyễn, chào cả nhà nha. Hello cả nhà nha. Rồi, để em mua đồ luôn cho mấy chị ha. Thì bây giờ em sẽ lên xuất hàng nha mọi người nha. Bé trai bé gái đủ mẫu giùm em cả nha. Trai gái đủ mẫu hết giùm em mọi người nha. Ai chọn nhiều đẹp, nhiều hình đẹp lắm mấy chị. Bé gái hiện tại em còn được có ít mẫu thôi, chủ yếu bé trai còn nhiều lắm. Rồi đây, chị nào chốt mã đây. Em có ghim cái giá giùm em mọi người nha. Size nhí là 70, size đại, size nhỏ là 80 và size đại là 90 giùm em á cả nhà ha. Em có ghim giá mấy chị để ý giá giùm em nha mọi người. Rồi đây, lên mã này giùm em. Comment cho em màu này. Rồi, tụi em mặc cái máy nè. Em mặc máy nè. Áo khoác phải chị, áo khoác. Áo khoác bé trai mà 35kg hả? Dạ em có. Theo dõi like giùm em, lát nữa em lên nha. Bây giờ em lên xuất hàng trước mấy chị đẹp nha. Bây giờ em lên xuất hàng trước với cả nhà. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em mã này là mã xe gì? Xe xúc nè mấy chị nè. Đấy, mã xe xúc, xe múc gì đây? Xe xúc cho em, mọi người xe xúc nha. Em còn được 2 bộ size đại cho em. Đấy, xe xúc em còn được 2 bộ size đại. Này tầm khoảng cỡ 25 cho đến là 28kg là vừa cho mọi người này. 25 đến 28kg còn 2 bộ nha. Trời ơi, tay dài bụng dài đẹp lắm mấy chị. Đấy, hàng xuất hàng này nó mặc rất là sướng luôn. Chất này nó đẹp, mặc đã lắm mấy chị. Vô mùa lạnh mặc mấy cái bộ này là sướng cực kỳ luôn. Giá tính ra này giá 70, 80, 90 là vẫn còn rất là rẻ mấy chị nha. Thị trường bán trăm mấy bộ rồi đó nha. Đấy, giá em bán là giá này quá là rẻ cho mấy chị luôn rồi. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em mã này. Mã xe xúc em còn được 2 bộ mấy chị luôn. Size tầm khoảng cỡ 25kg cho đến là 28kg mà vừa dùm em. 25 cho đến 28kg chốt cho em bộ xe xúc nha. Còn được có 2 bộ mấy chị ơi. Trời ơi, màu đẹp lắm mấy chị nha. Đấy, màu xanh, xanh đen dùm em đó cả nha. Chị nào chốt comment cho em mã này mã xe xúc cho em cả nha. Mã xe xúc giùm em nha mọi người nha, xe xúc xe. Trong là đợt này em về size nhí, size nhỏ, size đại có đủ hết á, lộn xộn đủ hình nha mọi người nha. Rồi em lên bộ cam. Bộ cam cho em mạnh mọi người nè, mã cam. Mã cam này em còn được 2 bộ size nhỏ thôi, size tầm khoảng cỡ 10-11kg mặt vừa. Mã cam 10-11kg mặt vừa giùm em, size nhí 70 cho em mọi người nha, 70 một bộ cho em nè. Đấy, hàng xuất hàng tay dài quần dài mấy chị. Xuất hàng tay dài quần dài cho em cả nha nè, chỗ chắc quả mặt sướng lắm mấy chị. Đấy, đúng rồi, xuất hàng mới chị. Rồi vậy nào chốt mã này comment cho em mã này là em về lô này là lô cuối rồi nha. Xuất hàng đợt này là về lô này lô cuối cùng mấy chị ơi. Nguyên vật liệu rồi, vải tăng rồi, cước hàng cũng tăng nên là em tăng cái giá một xíu hết cả nha hả. Rồi chị nào chốt mã này comment cho em mã cam em còn được 2 bộ nha. Mã cam em còn được 2 bộ tầm khoảng cỡ 10-11kg mặc vừa cho em mọi người nha. 10-11kg giúp em á cả nhà nha. Chị nào lấy comment cho em bộ này bộ cam giùm em. Bộ cam giúp em mọi người. Mã cam mấy cái mẫu còn hai bộ chị dùng một lần ở chị cô rồi chị nào lấy bộ đấy chốt vậy mã cam nha mọi người nha. Mã cam giùm em hai bộ này hình gì đây, bộ này hình sư tử này, sư tử này. Chị nào lấy sư tử chốt cho em mã sư tử nè mọi người. Mã sư tử là em còn size nhỏ và size đại cho em. Sư tử là size nhỏ và size đại. Size này em còn size tầm khoảng là 16kg cho đến là 28kg giùm em như vậy nha nha. 16 cho đến 28kg, size 70, 75, 80, 85 cho em mọi người nè. Chị nào chốt mã này comment cho em bộ sư tử. Size nhí là 70, size nhỏ là 80 và size đại 90 cho em nha cả nhà nha. Đấy, chị nào chốt mã này comment cho em mã này mã sư tử mấy chị đẹp. Mã sư tử giùm em áo tay dài quần dài cho em mọi người nè. Đấy, tay dài quần dài cho em 70, 80, 90 cho em một bộ. Chốt cho em bộ này bộ sư tử giùm em nha cả nhà nha. Mã sư tử cho em nha, 16kg cho đến 28kg em có size. 16 đến khoảng 28kg em có size cả nhà. Chị nào lấy comment cho em mã này mã sư tử giúp em mọi người. Sư tử giùm em nha cả nhà nha. Size nhỏ là 70, size nhỏ là 80, size đại là 90 cho em. Mã này em còn size nhỏ và size đại hết size nhí rồi. Đấy. Lấy comment cho em mã này mã sư tử cho em nha mọi người nha. Sư tử cho em cả nhà. Bộ sư tử giúp em nha, chị yêu nha. Mã sư tử giùm em. Rồi em lên bộ này. Bộ này của bé gái nè. Đây, chị nào lấy bộ này chốt cho em bộ này bộ hồng. Bộ hồng của bé gái giùm em mọi người mã hồng. Ai tay dài quần dài này, hàng xuất hàng này, cho quần chắc phải bạc đã đó mấy chị. Đấy. Comment cho em mã hồng nha. Mã hồng này là em còn size tầm khoảng là 10kg cho đến là size nhí là em còn một bộ thôi. Mã này size nhí em còn một bộ tầm khoảng 10-11kg. Với lại size nhỏ giùm em 16kg đến 24kg cho em cả nhà nè. 70-80 giùm em mã này nha mọi người nha. Thì nào chốt bộ này comment cho em bộ hồng của bé gái mấy chị yêu. Bộ hồng của bé gái áo tay dài quần dài cho em nha cả nhà nha. Hàng xuất hàng tay dài dùng quần dài cho em nè mấy chị yêu nè. Rồi chắc quả mặc sướng lắm, hàng này mặc đẹp cực kỳ luôn. Đấy, vậy nào chốt mã này comment cho em mã này mã hồng cho em mọi người. Mã hồng em còn được một bộ size nhí là size nhỏ.
Size nhí là em còn bộ 10 11 kg, và là size nhỏ là size tầm khoảng là 16 đến 24 kg cho em nha cả nhà. Là chốt bộ này còn mấy cho em bộ hồng của bé gái. Mã hồng cho bé gái cho em nha cả nhà. Hồng của bé gái cho em nha quý chị. Rồi, em đang còn một bộ màu cam. Chị nào lấy mã này comment cho em mã cam giùm em, mã cam. Mã cam em còn một bộ size nhí luôn. Đấy, hồng size nhí chị Ngọc Khánh. Rồi, chị nào lấy mã này comment cho em mã cam nha. Cam này em còn bộ hồng, bộ size nhí, bộ nhỏ. Rồi, hồng size nhí chị Ngọc Khánh nè. Rồi, chị nào lấy bộ này comment cho em bộ cam giùm em. Cam em còn có một bộ size nhí luôn, tầm khoảng cỡ 10 11 kg mặt vừa. Bộ cam tầm khoảng 10 11 kg mặt vừa cho em nha, 70.000 một bộ nha. Size nhí là 70, size nhỏ là 80, size đại 90 cho em đó cả nhà. Em có ghi cái size với cái giá ở dưới mấy chị để giùm em. Rồi, chị nào chốt bộ này comment cho em bộ cam mọi người nha. Hàng xuất hàng áo tay dài quần dài này, xinh lắm chị. Đấy, lấy comment cho em mã cam giùm em. Cam em còn bộ tầm khoảng cỡ 10 11 kg mặt vừa. 10 11 kg mặt vừa chốt em bộ cam cho em mọi người. Mã cam cho em. 10 11 kg bộ cam. Rồi, lên bộ bé trai mấy chị. Rồi, cam như em chốt với chị Ngọc Khánh luôn. Rồi, lấy bộ này comment cho em bộ nai mấy chị yêu nha. Mã nai cho em nè. Rồi, hình con nai cho em. Nai này là em còn được 2 bộ. Một bộ là 16, 18 với là một bộ tầm khoảng cỡ 20, 23 kg mặt vừa. Một bộ là 16, 18 kg với là một bộ tầm khoảng cỡ 20, 23 kg cho em nha. Phục size nhỏ cho em 80.000 một bộ cho em nữa nha nè. Đấy, chị nào lấy mã này comment cho em mã này là mã nai giùm em. Mã nai cho em mọi người nha. Mã nai của bé trai nè. Hàng xuất hàng áo tay dài quần dài. Size nhí, size nhỏ và size đại cho em mọi người. Rồi, bộ nai em còn được 2 bộ, một bộ 16, 18 và một bộ tầm khoảng cỡ 20, 23 nha cả nhà nha. Chốt comment cho em bộ nai cho em mấy chị yêu. Mã nai em còn 2 bộ cho em nữa nha. Nai em còn được 2 bộ. Nai 16 kg em chốt chị Ngọc Khánh. Size 70. Rồi, nai chị Ngọc Khánh có đơn giùm em nha. Đây, em lên một bộ này size đại đây. Bộ này size đại cho bé trai này. Lấy comment cho em bộ xe xám cho mọi người. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi, xe xám giùm em. Mã xe xám này là em còn được 2 bộ nha. Size tầm khoảng cỡ 25kg cho đến 32kg. Size đại giùm em. 25 cho đến là 32kg giúp em nha mọi người nha. Chốt cho em bộ này bộ xe xám giùm em 90.000 một bộ. Size nhí, size nhỏ, size đại giùm em 70, 80, 90 nha em cả nhà nè. Mã xe xám còn được 2 bộ size đại thôi nè. Tầm khoảng cỡ 25kg cho đến là 32kg mặc vừa cho em. 25 đến 32kg chốt cho em bộ này bộ xe xám chị. Áo tay dài quần dài này, hàng xuất hàng này, trời chắc phải mặc đã lắm mấy chị. Sướng cực kỳ luôn nha. Đấy, chị nào lấy bộ này comment cho em mã này mã C8 cho em cả nha. C8 còn được 2 bộ mấy chị. C8 còn được 2 bộ nha, 25 cho đến là 32 kg mặc vừa cho em ha. 25 đến 32 kg chốt cho em mã này mã C8 cho em cả nhà ơi. C8 giùm em nha mấy chị đẹp nha, mã C8 cho em. Rồi em lên cái tay gái cho cả nhà nè. Tay gái em lên cái mã này có size size nhí và size nhỏ nha mọi người, size nhí và size nhỏ. Đây, chị nào lấy mã này comment cho em mã cô bé nè, mã cô bé cho em. Mã cô bé giùm em nha mọi người nha. Dạ, cái mã xe xám là size đại là 90 giùm em nha chị Long Sara nha. Xe xám là em còn được 2 bộ size đại đấy, tầm khoảng cỡ 25kg cho đến là 32kg là 90.000 một bộ giùm em. Hàng xuất hàng đợt này nó tăng giá tí xíu giùm em á cả nhà ha. Em về lô này lô cuối rồi mấy chị. Rồi, chị nào lấy comment cho em mã cô bé size tầm khoảng 10kg đến 24kg giùm em cả nha. 10kg cho đến 24kg chốt cho em mã cô bé 70-80 size nhí và size nhỏ. 70-80 chốt cho em mã cô bé mọi người nha. Đây cái quần này, trời ơi nhìn cưng chưa, xinh quá mấy chị nè. Chốt comment cho em mã này mã cô bé giùm em. Đẹp lắm mấy chị. Mã cô bé cho em á cả nhà ha. 70-80 giùm em mã này mọi người, 70-80 cho em. Đấy, size nhí và size nhỏ giùm em mã này cho em nha. Nhí và nhỏ giúp em nha mọi người nha. Chốt cho em một cô bé 70-80 giùm em mọi người. Cô bé 70-80 cho em cả nhà ơi. Mã cô bé 70-80 cho em. Rồi, em lên bộ này. Bộ này của bé trai, comment cho em mã người máy nè. Đấy, cái màu này là gọi là màu gì ta? Màu kem á chị, màu kem cho em nè. Size màu kem cho em nha, phối với quần màu nâu giùm em. Rồi, mã người máy em còn được 2 bộ. Size tầm khoảng 16kg cho đến là 20kg. Cô bé 14kg em chốt chị Nguyễn Quyên. Rồi, lấy mã này comment cho em mã này mã người máy giùm em mọi người nha. Mã người máy cho em này, đẹp lắm đó chị. Người máy em còn được 2 bộ thôi cả nha. 16kg cho đến là 20kg người ta size. 16 đến 20kg giùm em nha. Chốt cho em mã này mã người máy mới chịu nha. Mã người máy thuộc size nhỏ 80.000 một bộ cho em đó cả nha ha. Người máy size nhỏ là 80 cho em mấy chị. Chị nào lấy comment cho em bộ người máy giùm em có được 2 bộ cả nha. Người máy em có được 2 bộ nha mấy chị đẹp nha. Người máy có được 2 bộ giùm em. Rồi, bộ này comment cho em mã xe xanh mọi người, mã xe xanh cho em, xe xanh.
Xe xanh em còn một bộ size nhỏ và một bộ size đại. Bộ size nhỏ này tầm khoảng 16-18 kg, với lại bộ size đại tầm khoảng cỡ 30-32 kg giùm em. Đây, cái bộ size đại cái màu của nó sẽ đậm hơn giùm em tí xíu cả nha. Đấy. Cái bộ size đại là cái màu áo của nó sẽ đậm hơn giùm em mọi người nha. Đây mấy chị nhìn hai cái màu áo mà. Đây, một cái xanh nhạt, cái xanh đậm cho em ha. Đấy, cái hình là y như nhau. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em mã này, mã xe xanh cho em, một bộ 16-18 và một bộ tầm khoảng cỡ 30-32 kg cho em mọi người. Chốt cho em mã này mã xe xám giúp em nãy nha, mã xe xám giùm em. Size nhỏ 80 và size đại 90 cho em ha. Nhỏ 80 và đại 90 giùm em nha. Lấy comment cho em mã này mã xe xám giùm em mọi người. Xe xám giúp em nha, nãy nha, xe xám cho em. Đây, xuất hàng đợt này về lô cuối này, đợi giờ em qua nhanh rồi em lên một khác cho cả nhà. Đây mới về áo len á, em mới về áo len có size nhí, size đại giùm em mọi người. Rồi lên bộ này comment cho em bộ xe vàng, cả nhà xe vàng cho em. Xe vàng cho em mọi người nha. Xanh đậm hả? Cái màu xanh đậm là size 90 chị, size 90 tầm khoảng cỡ 30-32 kg mặc vừa chị Ngọc Khánh ơi. Cái bộ màu mà xe xanh đậm là size 90 giùm em nha. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em mã này mã xe vàng giùm em mọi người. Xe vàng em có size tầm khoảng là 16 kg cho đến là 16 kg cho đến là 35 kg cho em mọi người nha. Size nhỏ và size đại cho em. 16 đến 35 kg 80 90 cho em bộ này. Mã xe vàng cho em mọi người này. Đấy, hàng xuất hàng cái dài quần dài tụi chắc quả đặc đã lắm mấy chị ơi. Xuống cực kỳ luôn nha. Rồi lấy comment cho em mã này mã xe vàng cho em nha cả nhà nha. Mã xe vàng giùm em. Xe vàng em còn size tầm khoảng là 16 kg cho đến là 16 kg cho đến là 35 kg mặc vừa. 16 đến 35 kg giùm em á cả nhà hả? Size nhỏ hả? Cái mã mà màu cái mã mà xe xanh đó chị, mã xe xanh là cái size nhỏ là em còn một bộ là 16-18 với lại một bộ size đại tầm khoảng cỡ 30-32 chị Ngọc Khánh. Mẫu Chanel là mẫu nào chị? Nói chung là mấy cái mẫu mà chị nghe đang trên trang là có mẫu có hàng về rồi nhưng có mẫu chưa có hàng với chị nha. Chị theo dõi like giùm em chứ giờ em không biết với chị hỏi mẫu nào luôn á. Rồi chị nào lấy comment cho em bộ xe vàng cho mọi người nha. Xe vàng 16 đến 35 kg giùm em. 16 đến 35 kg chốt cho em mã này mã xe vàng cho em nha. Xe vàng 16 đến 35 kg giùm em nha mọi người nha. Trời ơi bộ xe vàng đẹp lắm luôn á cả nha. Lấy comment mã xe vàng giùm em. Ông trời sẽ để lên cho xong từ từ lại cái gì giờ ông ba luôn đã chưa ông ba luôn ông trời đi từ từ có ai lãng nè thôi thôi ông ba chưa xem cái này nè. Rồi cả nhà mình có mấy chị nào mà thích lên xuất hàng nữa, mấy chị lấy xuất hàng nhiêu ký em lên cho mọi người nè. Nãy giờ em lên quá trời mẫu mà thấy mấy chị không có chốt rồi để em qua mã khác đây. Cả nhà mình có chị nào thích lên xuất hàng nữa em lên cho nha. Dạ xanh hả chị, cái màu xanh hả? Một cây chụp em, cây gì kia. Lấy cái nước lâm của khu ra chị. Đâu, nước lâm đây ấy. Nước lâm này tối chị nghe nói để ở đây nè. Cây bút lâm của chị đi đó đâu ta? Quần đen áo vàng. Dạ cái mã quần đen áo vàng cái mã đó chưa có hàng chị ơi, mã đó chưa có hàng. Mã đó chưa có hàng giùm em nha. Xuất hàng bé gái size 75-95 rồi. Ok để em lên xuất hàng bé gái cho mọi người nè. Xuất hàng bé gái cho cả nhà nha. Ai để em lên cái màu này cho mấy chị có size nhí và size nhỏ cho em nữa nha. Xuất hàng đợt này về lô cuối rồi mấy chị còn có ít là em lên cho mọi người cho hết luôn. Rồi em qua mã khác nha. Rồi đây chị nào lấy bộ này chốt cho em bộ này. Mã này là em còn size nhí và size nhỏ giùm em. Mã này em còn size tầm khoảng cỡ 14 kg cho đến là 24 kg giùm em mọi người nè. 14 cho đến 24 kg chốt cho em bộ này, bộ thỏ xanh của bé gái nha. Bộ thỏ xanh bé gái giùm em 14 cho đến 24 kg, 70 và 80 cho em size nhí mấy chịu. Đấy. Chị nào chốt mã này comment cho em mã này mã thỏ xanh giùm em á cả nhà ha. Thỏ xanh cho em mọi người nha. Ai mã thỏ xanh cho em mọi người nè. Trời ơi đẹp lắm mấy chị, thỏ xanh giùm em. Thỏ xanh cho em á cả nhà ha. Thỏ xanh em còn size tầm khoảng 14 cho đến 24 kg mấy chị nha. Giờ hàng đã còn có ít mấy chị ơi. Em về lô này lô cuối rồi không còn nhiều nữa đâu. Mấy chị có size là chốt liền chứ mà giờ còn lựa hơn chờ lựa nữa là không còn luôn á. Đợt này size đại về em về được có mấy ri thôi. Rồi chị nào lấy mã thỏ xanh chốt giùm em nha. Thỏ xanh cho em á cả nhà ha. Thỏ xanh giùm em nha mọi người ơi, mã thỏ xanh cho em. Có hình cái thỏ hồng dễ thương quá. Thái đại giờ còn ít lắm mấy chị ơi. Còn được có mấy mẫu thôi.
Rồi đây chị nào lấy thỏ hồng chốt cho em mã thỏ hồng giùm em, thỏ hồng xay nhí 10kg đến 15kg chốt cho em bộ thỏ hồng 70.000 một bộ. 70 một bộ giùm em mọi người nha. Xay nhí là 70, xay nhỏ 80, xay đại 90 cho em cả nhà nè. Chốt mã này coi mấy em mã thỏ hồng cho em mọi người. Mã thỏ hồng cho em mọi người nha. Đấy, mấy chị chốt nhớ kèm theo số ký giùm em cả nhà nha. Nhớ kèm theo số ký giùm em, chị Nguyễn Nguyên là lấy 14kg đúng không? Chị Nguyễn Nguyên là chị chốt 14kg phải không? Rồi. Mã thỏ xanh 14kg chị Nguyễn Nguyên, ok, thỏ xanh 14kg chị Nguyễn Nguyên. Thỏ xanh em còn 16kg đến 24kg nha mọi người nha. Rồi thỏ hồng là 10kg đến 15kg cho em mẹ nha. 10kg đến 15kg chốt cho em mã này, mã thỏ hồng em có được 3 bộ nha mấy chị. Hình thỏ màu hồng được 3 bộ thôi nha. Xinh lắm chị Nguyên nha, dễ thương lắm mẹ nha. Chốt cho em mã này, mã thỏ hồng giùm em. Rồi đem bộ này bộ gì đây? Mã này nó để một chỗ thì sao nó cứ nó quăng đi lung tung hết em. Rồi thỏ hồng 12kg chốt Linh Lê. Thỏ hồng 12kg chốt chị Linh Lê nè. Rồi em lên một cái chiếc của bé gái cho mấy chị đây. Dạ đồ dài bé gái 45kg hiện tại em chưa có hàng chị ơi. Chưa có đồ dài 45kg nha, đồ dài 40kg đổ lại thôi. Rồi đây chốt bộ này coi mấy cái mã mèo hồng cho mọi người. Mã mèo hồng cho em nè. Mèo hồng này em có size tầm khoảng 16kg cho đến. Dạ thỏ hồng không có size 30kg chị. Rồi lái mã này coi mấy chị em mã mèo hồng giùm em mọi người nè. Mèo hồng cho em xinh chưa? Đấy, mèo hồng này size tầm khoảng 16 đến 24kg size nhỏ cho em, 80.000 một bộ. Đấy, có được 3 bộ mấy chị. Vậy nào lấy coi mấy chị em mã này mã mèo hồng nha, dễ thương quá mấy chị ơi. Tay dài quần dài hãy xuất hàng cho em ha. Bé gái này hình rất là dễ thương luôn. Rồi chốt coi mấy chị em mã mèo hồng nha mọi người nha. Mã mèo hồng cho em nha. Mèo hồng 16 đến 24kg mặc vừa cho em mẹ nha. 16 đến 24kg chốt cho em một mèo hồng mấy chị đẹp nha. Mã mèo hồng giùm em. Rồi em lên xe đại bé trai đây. Xe đại, bộ xe đại cho bé trai. Đấy còn em cho em mã này là mã khủng long màu xanh mọi người. Khủng long xanh cho em 25kg đến 35kg mặc vừa. 25 đến 35kg em có size có được 3 bộ mấy chị. 90.000 bộ cho em nha. Chốt bộ này còn em cho em mã này mã khủng long xanh giùm em nha. Bộ khủng long màu xanh giúp em này cả nhà này. Trời đẹp lắm mấy chị ơi. Đấy mã khủng long xanh cho em mọi người. Khủng long xanh xe đại giùm em 25kg đến 35kg. 25 cho đến là 35kg chốt cho em bộ này, bộ khủng long màu xanh cho em nha cả nhà nha. 90.000 bộ cho em size đại. Chốt cho em mã này là khủng long xanh cho em mọi người. Khủng long xanh giúp em cả nhà ơi, là khủng long màu xanh cho em. Rồi, em bộ này size nhỏ cho bé gái đây. Bé gái được này em nhìn con chiếc hình không có gì. Rồi lấy bộ này còn mấy cho em mã này mã công chúa mọi người, mã công chúa cho em. Công chúa này size tầm khoảng là 16kg cho đến là 24kg giùm em nha. 16 đến 24kg cho em là cả nhà nè. Chị nào chốt bộ này còn mấy chị mã công chúa cho em mấy chị không? Mã công chúa 16 đến 24kg cho em mấy chị đẹp nha. Lấy còn mấy chị mã này mã công chúa giùm em size nhỏ. 16 đến 24kg size nhỏ cho em, 80.000 một bộ cho em cả nhà. Rồi size 75 cho chị Kim Xuyên mã công chúa nè. Rồi chị nào lấy công chúa rồi chốt giùm em nha. Còn được size 70 với lại size 80 mấy chị. 16 đến 24kg chốt cho em mã công chúa giùm em. Công chúa, bộ công chúa chị bé gái chị đẹp, dễ thương lắm nha. Mã công chúa giúp em mọi người nha, mã công chúa giúp em nha. À, công chúa 24kg chốt cho chị Tho Nguyễn nha. Công chúa chị Tho Nguyễn có đơn giùm em. Rồi, mấy chị lấy bé gái nhiều hơn, để em lên bé gái cho cả nha. Rồi, lấy bộ này comment cho em mã cô bé mấy chị ơi, mã cô bé cho em, mã xanh. Đây cái màu này màu xanh này cho em nè. Đây mã cô bé giùm em size nhỏ 16kg cho đến là 24kg luôn. 16 đến 24kg giùm em á cả nhà. Chắc như đợt mới vừa rồi với chị đẹp nha. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em mã này mã cô bé mọi người. Mã cô bé giùm em nha cả nhà nha. Cô bé cho em size tầm khoảng 16 đến 24kg mặc vừa cho em mọi người, size nhỏ 80.000 bộ cho em cả nhà. Mã này thuộc size nhỏ giùm em nha, 16 đến 24kg thuộc size nhỏ cho em mấy chị đẹp nha. Chị nào chốt comment cho em mã này mã cô bé cho em mọi người. Cô bé cho em mấy chị yêu ơi, mã cô bé giùm em. Mà xe đại hay đâu hết rồi ta. Xe đại giờ kiếm này, thực ra không có xe đại luôn mấy chị. Xe nhí xe nhỏ, bé gái xe nhí xe nhỏ không. Rồi lấy mã này coi mấy chị em mã mèo mọi người ơi. Mã mèo cho em nè, mèo hồng. Bộ mèo hồng giùm em. Mèo, cô bé 24kg chút chị con Nguyễn luôn. Rồi lấy coi mấy chị em bộ mèo là bộ mèo hồng giùm em nha. 16kg đến 24kg cho em hết rồi nha. Cái này mấy chị lưu ý giùm em là 24kg là bé nào gọn gọn người giùm em nha.
chứ hàng xuất hàng mà size 80-24 kg là gọn gọn người cho bé, mấy bé mà muốn bốc là mấy chị chuyển qua size đại 25-26 kg giùm em á mọi người ha. Rồi chốt mã này coi mấy em, mã này mã mèo hồng cho mọi người nha. Dạ bé trai 28 kg còn chị. Rồi mã mèo hồng giùm em 16 kg cho đến 24 kg mặc vừa, 16-24 kg chốt cho em mã này mã mèo hồng cho em nha. Mèo hồng 80 kg một bộ giúp em mọi người nha. Mèo hồng 80 cho em. Đấy, nãy còn mấy cho em mã mèo hồng cho em ha. Rồi em lên một cái bộ bé trai đây. Lên là lên bé trai cho cả nhà. Mình lấy bé trai, lên bé trai mấy chị yêu nha. Đây, bộ này size nhỏ cho em, chốt cho em bộ Mickey. Mã Mickey cho em mọi người, Mickey 16-24 kg luôn nha em, 80 nghìn một bộ. Chốt cho em bộ này bộ Mickey cho em mọi người nha. Đấy, Mickey giùm em á cả nhà, mã Mickey cho em mấy chị yêu. Mickey này là size bé tầm khoảng là 16 kg đến 24 kg thuộc size nhỏ cho em, 70, 75 và 80 cho em nè mấy chị yêu nè. Đấy, lấy comment cho em mã này mã Mickey nha, size nhỏ giùm em nha mọi người nha. Mã Mickey này size nhỏ 80 nghìn một bộ cho em. 16-24 kg chốt cho em bộ Mickey mấy chị. 16-24 kg chốt cho em bộ Mickey giùm em. Đây bé 28 kg lấy cho em bộ này nè, 28 kg có mẫu này nè. Dạ con chị theo dõi lo giùm em mấy chị ơi. Đây mã xe vàng này em có size tầm khoảng là 16 kg đến 35 kg nè. 16-35 kg chốt cho em mã này mã vàng là mọi người, xe vàng cho em nè. 80-90 cho em, size nhỏ và size đại. Đấy, chốt cho em bộ này bộ xe vàng cho em cả nhà nha, mã xe vàng cho em. Xe vàng lấy chị hai bộ khác màu. Dạ rồi ok chị lời nghĩa, em chốt chị bộ xe vàng trước nha, rồi để em lên tiếp mẫu khác rồi cho chị. Mã xe vàng là em có 35 kg đủ loại á cả nhà ha, xe vàng có 35 kg đủ loại. Chị nào chị lấy chốt em xe vàng giùm em. Rồi ok xe vàng cho chị lời nghĩa nha, ok chị nha. Xe vàng cho chị lời nghĩa giùm em, ok chị yêu. Dạ bé gái size đại em sợ không có còn á mấy chị ơi. Rồi cái này dạ size đại bé trai. Rồi chị nào lấy, rồi lấy bộ này comment cho em mã hồng mọi người, mã hồng cho em. Chị lại muốn để chút nữa lấy thêm chị bộ nữa. Đúng rồi chị, 28 kg là số 85 mấy chị. Rồi chốt bộ này comment cho bộ hồng giùm em. Bộ hồng này em còn được hai bộ size tầm khoảng 10 kg cho đến 13 kg mấy chị. 10 cho đến 13 kg bộ hồng của bé gái size nhí cho em nha. Đấy, chị nào chốt bộ này comment cho em mã hồng giùm em. Mã hồng em còn được hai bộ mấy chị nha. Hồng em còn được hai bộ thôi. Chị nào lấy comment cho em mã đấy, mã hồng cho em. Mã hồng cho em mọi người nha. Rồi chị lại nhận lấy bộ này ha, bộ màu hồi nãy bộ màu xanh, màu vàng, giờ lấy bộ màu xanh nha. Đây, lấy bộ nhện xanh luôn nè. Đấy, em chốt chị bộ nhện xanh nữa nha. Rồi chị nào lấy nhện xanh chốt cho em mã nhện xanh. Bộ hồng 12 kg chốt chị Ninh Lê. Rồi lấy comment cho em mã này mã nhện xanh giùm em, 25-35 kg mấy chị. 25-35 kg chốt cho em bộ nhện xanh size đại cho em là 90 cho em nè. Size đại rồi ok. Dạ. Rồi nhện xanh em chốt chị Lệ Nguyễn luôn, ok chị. Đây, nhện xanh chị Lệ Nguyễn, nhện xanh em còn được hai bộ mọi người nha, 29 kg cho đến 35 kg giùm em. 29-35 kg mã nhện xanh, chị nào lấy chốt nhện xanh cho em ha. Nhện xanh cho em mọi người nha. Chị nào lấy nhện xanh chốt cho em mã nhện xanh giùm em. Đây, em coi bộ này là gì. Bộ này size nhí và size nhỏ cho em của bé gái này. Bé gái như size đại là hết rồi mấy chị, tập này về nhí với nhỏ không có đại bé gái sao quá. Rồi em lên mã này là mã mèo hồng cho bé gái nè mọi người. Rồi bé gái còn mèo nhiều ghê luôn. Hai mèo hồng bé gái giùm em 10 kg cho đến là 24 kg, size nhí và size nhỏ giùm em 70-80. Chị nào chốt bộ này comment cho em mã này mã mèo hồng mọi người. Mã mèo hồng cho em cả nhà nha. Đây bộ mèo hồng bé gái nè, cái màu hồng dễ thương lắm mấy chị. 10 kg cho đến 24 kg tới size nha. Lấy bộ này comment cho em bộ mèo hồng giùm em. Mèo hồng giúp em cả nhà nha. Bộ mèo hồng của bé gái cho em mọi người. Mèo hồng cho bé gái cho em nha. Mèo hồng 15 kg chốt cho chị Huỳnh Xuân Lý. Rồi mèo hồng 12 kg chốt chị Ninh Lê. Rồi hai bộ đây luôn. Rồi chị nào lấy mèo hồng nữa chốt giùm em nha. Mèo hồng là em còn một bộ tầm khoảng cỡ 10-11 kg, với lại là size nhỏ là 16-24 kg giùm em á. 12 kg chốt chị Ninh Lê rồi chị ơi. Chốt chị bộ 12 kg rồi nha. Rồi đây em lên tiếp bộ nhện mấy chị. Lên bộ nhện cho biết size đại này. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em mã nhện mọi người. Bộ nhện cho em comment cho em mã nhện. Mã nhện 25 kg cho đến là 35 kg mặc vừa nha em. 25-35 kg size đại. 25-35 kg size đại giùm em nha mọi người nha. Chị nào lấy comment cho em mã này mã nhện giùm em. Đấy, áo tay dài quần dài hàng xuất hàng một chỗ chắc phải mệt xuống lắm mấy chị.
ấm lắm cả nhà nha. Rồi lấy mã này comment cho em mã nhện giùm em mọi người nha. Mã nhện cho em size đại 25 cho đến 35 kg. 25 cho đến 35 kg chốt cho em bộ nhện mấy chị ơi, bộ nhện giùm em. Trong cái bộ mèo hả? Nhện mã nhện size 95 em chốt chị Ngọc An An nè. Ủa size 9 là chị Hương Xuân Lý lấy nhện size 9 là sao? Hàng xuất hàng chị lấy nhiêu ký, lấy lên số ký em chốt số ký nha. Size 9 là size mấy? Rồi nhện size 95 cho chị Ngọc An An giùm em nha. Nhện em còn tầm khoảng cỡ 25 cho đến 32 kg mọi người nha. Em còn 25 đến 32 kg, chị nào lấy comment cho em mã nhện giùm em. Hàng này hàng xuất hàng mà nó đâu phải như cái hàng kia đâu. Size nó không có giống như hàng kia. Rồi em lên cái bộ này. Bộ này cũng size đại nè. Đại cho bé trai nè cả nhà. Này. Lấy bộ này chốt cho em, bộ này là bộ khủng long xanh mọi người nha, mã khủng long cho em. Mã khủng long cho em mọi người, size tầm khoảng 25 cho đến 35 kg cho em luôn cả nhà nè. 25 cho đến 35 kg. 24 kg hả? Rồi ok chị nhận 24 kg. Đây, nhận 24 kg cho chị Hường giùm em. Rồi. Chị nào lấy mã này chốt cho em, mã này là mã khủng long giùm em nha. Khủng long cho em cả nhà nè, 25 kg cho đến là 35 kg nó size. 25 đến 35 kg có sai mọi người nha. Chị nào chốt mã này comment cho em mã này là mã. Đấy, mã khủng long giùm em nè. Đây đẹp lắm mấy chị, phối màu đẹp luôn ha. Rồi comment cho em bộ này bộ khủng long nha, size đại giùm em 90.000. Size đại 90 cho em rồi khủng long size 95 cho chị Ngọc An An. Khủng long em còn 25 kg cho đến 32 kg nha mọi người nha. 25 cho đến 32 kg chốt cho em mã khủng long giùm em, 25 đến 32 kg. Comment cho em mã khủng long nha mấy chị đẹp nha. Mã khủng long 25 đến 32 kg cho mọi người. Ờ em lên cái bộ này của bé gái hay sai như này. Ai chị nào lấy bộ này chốt cho em bộ này của bé gái còn được con bộ này, mã ngựa tím. Ngựa tím 16 18 kg mặc vừa. Bộ ngựa tím này 16 18 kg mặc vừa cho em. Ai cái này thuộc size nhỏ cho em 80.000 một bộ nha. Chị nào lấy mã này comment cho em mã ngựa tím cái quần ho ho này. Mã ngựa tím giùm em á cả nhà, ngựa tím giùm em size tầm khoảng 16 18 kg. Ngựa tím 16 18 kg mặc vừa cho em cả nhà. Ngựa tím 16 18 kg nha. Rồi, lấy bộ này comment cho em bộ hồng mọi người, mã hồng của bé gái, size tầm khoảng 14-15 kg. Mã hồng 14-15 kg mặc vừa, chị nào lấy bộ này chốt cho em bộ hồng nha mọi người nha. Mã hồng 14-15 kg cho em cả nhà nè. Đấy. Lấy comment cho em mã này mã hồng á cả nhà ha, mã hồng giùm em. Mã hồng 14-15 kg là thực size nhí là 70.000 đồng. Rồi, lấy comment cho em bộ này bộ hồng nha. Bộ hồng của bé gái cho em nha, hồng của bé gái giúp em. Rồi, em lên cái bộ này cho bé trai đây. Bộ này bé trai size nhỏ và size đại cho em nè. Dạ bé gái 38 kg để em lên hàng khác nha chị nha, chứ hàng này không có size. Bé gái để lát em lên hàng 3D khi có size nè. Rồi chốt bộ này comment cho em mã xanh mọi người, mã xanh. Mã xanh, bộ xanh của bé trai cho em size tầm khoảng 16 kg cho đến là 35 kg. 16 đến 35 kg cho em nè cả nhà nè. Chị nào chốt bộ này comment cho em mã này mã xanh cho em nha. Mã xanh của bé trai cho em nha, hàng xuất hàng tay dài quần dài cho em mã xanh bé trai nè. Đấy. Những bé gái 95 không có bộ nào luôn hết. Rồi mã xanh cho em mọi người nha, xanh size 95 chốt chị Ngọc An An cho em. Xanh em có size tầm khoảng là 16 kg cho đến là 35 kg cho em mọi người nha. 16 đến 35 kg, em vẫn còn 35 kg, chị nào lấy xanh chốt em luôn. Rồi chị nào lấy xanh chốt em nha mọi người. À, xanh này em có size nhỏ nữa mấy chị nè, 10 kg đến 35 kg luôn mấy chị. 10 kg cho đến là 35 kg. 10 cho đến là 35 kg chốt cho em mã xanh nha cả nhà nha. Mã xanh em có size nhí luôn á mấy chị. Đủ size, nhí nhỏ đại luôn nhìn em. Chốt cho em bột xanh cho em nữa nha. Bột xanh cho em mọi người. Bé gái mà dám bột ngựa tím nha. Để em coi thử. Rồi, lấy bột này comment cho em mã bạch tuyết mấy chị. Bạch tuyết size nhí giùm em 10 cho đến là 15 kg. 10 cho đến 15 kg. Hả? Chị Ngọc coi thử chứ không em cũng không nhớ đâu, tốn mất cái chị nó có lo. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em mã bạch tuyết mọi người nha, size nhí giùm em 70 nè. Đấy, bạch tuyết size tầm khoảng là 10 kg cho đến 15 kg em nó size này. 10 cho đến 15 kg chốt cho em mã bạch tuyết cho cả nhà nha. Bạch tuyết giùm em 10 đến 15 kg. Bạch tuyết 10 cho đến 15 kg em có được 3 bộ thôi mấy chị ơi, chốt cho em mã bạch tuyết cho em. Bạch tuyết giúp em nha cả nhà nha, mã bạch tuyết cho em nha. À, bạch tuyết 15 kg chốt chị Quỳnh Lê. Rồi, bạch tuyết em còn 10 cho đến 13 kg, chị nào lấy bạch tuyết mà chốt em á. Bạch tuyết 12 kg chốt chị Ninh Lê.
Rồi bạch tiếp còn bộ 10-11 ký rồi cả nhà. Rồi em đang bộ tiếp tục bộ bé gái, mã thỏ xanh cho mọi người, thỏ xanh cho em. Đấy, bạch tiếp 14 ký em hết rồi chị Nguyên ơi. Thỏ xanh giùm em nha. Thỏ xanh này là em còn size tầm khoảng là 10 cho đến là 15 ký. 10 đến 15 ký với size nhỏ em còn bộ tầm khoảng 18-20 ký mặc vừa. Đấy, size nhí 70, size nhỏ 80 cho em cả nhà nè. Nhà nào lấy mã này cho em, cho em mã thỏ xanh cho em. Đấy. Bộ thỏ xanh của bé gái nha, 10 đến 15 ký với lại một bộ size nhỏ là 18-20 ký mặc vừa cho em. Đấy, comment cho em mã này là mã thỏ xanh giùm em nha, thỏ xanh giùm em cả nhà nha. Thỏ xanh hôm bữa bộ kịp không? Dạ, cái mẫu nào chị muốn đổi mẫu nào chị cứ nhắn Zalo bên em xử lý đơn cho mình nha chị nha. Cái trên line này em không có xử lý, giải quyết xử lý đơn được nha. Rồi, ký số 11. Rồi, lấy comment cho em mã này là mã thỏ xanh nha mọi người nha, thỏ xanh cho em hết cả nhà ha. Thỏ xanh, thỏ xanh. Đây, màu tím này em có cái mẫu này nè. Màu tím, màu tím. 12 thì không rộng. Rồi, mã này. Đây, chị nào lấy bộ này chốt cho em. Bộ này bộ Elsa cho mọi người. Mã Elsa nè. Trời ơi, bộ Elsa bé gái đẹp quá. Màu tím cho em ha. Đây, cái tông nào này? Tông tông màu tím nhạt mấy chị. Đây. Mã Elsa 10kg cho đến là 24kg giùm em nha. Size nhí và size nhỏ cho em nha. Size nhí và size nhỏ giùm em 70-80. Đây, chị nào lấy mã này chốt cho em mã này, mã Elsa cho mọi người. Elsa 10kg đến 24kg có size nha. 10 cho đến 24kg có size này cả nhà nè. Chị nào chốt bộ này comment cho em mã Elsa giùm em. Elsa 10 cho đến 24kg giùm em mọi người ơi. 10 đến 24kg chốt cho em bộ Elsa của bé gái. Mã Elsa cho bé gái giùm em cả nhà. Mã Elsa cho bé gái giùm em. Rồi em lên tiếp bộ bé trai nha. Cái bộ này nó có một bộ đỏ nhỏ nhỏ. Mẹ này nó này có một bộ đỏ không ngoài mẹ lẻ nó ngoài ta. Để lịch không. Rồi em lên bộ này giùm em mọi người. Mã nhện đỏ cho bé trai cả nhà. Nhện đỏ bé trai em còn một bộ size nhí là 10-11kg. Với lại size nhỏ là em còn 16 đến là 24kg cho em nha cả nhà nha. Thì là chốt bộ này comment cho em mã nhện đỏ giùm em. Bộ đẹp chưa mấy chị? Đấy, hình nhện nhện cho em nè. Nhện đỏ giùm em nha. Còn một bộ size nhí là 10-11kg. Với lại size nhỏ là 16 cho đến là 24kg giùm em á. 70-80 cho em nè nha. Thì là chốt mã này comment cho em mã nhện đỏ giùm em. Nhện đỏ em còn size nhí và size nhỏ nha. Nhện đỏ giùm em nha. Rồi nhện đỏ 11kg em chốt chị Quỳnh Lê. Nhện đỏ em còn size nhỏ tầm khoảng là 16 cho đến là 24kg cho em cả nhà. 16 đến 24kg chốt cho em mã nhện đỏ cho em. Nhện đỏ bé trai cho em mọi người nha. Nhện đỏ bé trai giúp em nha. Không đỏ đây khác, cái bộ này nha. Nhện đỏ. Rồi lên tiếp cái mã này cho bé gái nè. Ủa màu này dễ thương quá chị. Màu kem cho em nè. Đây. Chị nào lấy bộ này chốt cho em, bộ này bộ dâu vàng mọi người, nãy dâu vàng trời dễ thương quá mấy chị ơi, dâu vàng size nhí giùm em 10 đến 15 kg dâu vàng cho em. 10 cho đến 15 kg chốt cho em mã dâu vàng size nhí cho em nha mọi người nha. Dâu vàng size nhí giùm em 10 đến 15 kg mặc vừa nè. Đấy. Chốt cho em mã này mã dâu vàng có được 3 bộ mấy chị. Dâu vàng giùm em nha. Trời ơi màu xinh quá cả nhà ơi. Nãy dâu vàng cho em. Ra tầm khoảng là 10 cho đến là 13 kg mặc vừa, 10 đến 15 kg mặc vừa. 10 đến 15 kg chốt cho em bộ dâu vàng cho em. Dâu vàng giúp em mấy anh nha. Nãy dâu vàng cho em nha. Dâu vàng của bé gái. Bé gái thì em hết size đại rồi mấy chị, giờ còn size nhí, size nhỏ rồi. Hết size đại. Cái size còn size đại. Để em tranh thủ lên cho hết cho mấy chị rồi ạ. Em qua lát nữa lên áo len cho cả nhà. Rồi chị nào lấy bộ này comment như mã thỏ hồng cho em. Thỏ hồng. Thỏ hồng 10 cho đến là 24kg mặc vừa cho em. 10 đến 24kg chốt cho em bộ này bộ thỏ hồng cho em mấy chị đẹp nha. Mã thỏ hồng giùm em nè, trời ơi màu thỏ đẹp quá mấy chị ơi. Thỏ hồng giùm em á phải nha, size tầm khoảng là 10 cho đến 24kg. 10 cho đến 24kg mặc vừa giùm em nha mấy chị yêu nha. Chốt cho em mã thỏ hồng giùm em. Size nhí 70, size nhỏ 80. Nhí 70 và nhỏ 80 cho em á cả nhà. Chốt cho em bộ đấy là bộ thỏ hồng giùm em mọi người. Mã thỏ hồng em có size nhí và size nhỏ mấy chị đẹp nha. Thỏ hồng giùm em nha. Thỏ hồng nhí và nhỏ cho em mọi người ơi. Thỏ hồng cho em. Rồi em lên cái bộ này cho bé trai này. Lên mã này bé trai có size nhí, size nhỏ và size đại cho cả nhà luôn nè. À,
em lên bộ này có size nhí nhỏ lại giùm em luôn nha. Thỏ hồng 80 có chịu xuyên xuyên. Rồi. Thỏ hồng 80 chịu xuyên xuyên này, thỏ hồng em còn 20 ký đủ lại mọi người nha. Bộ ngố cho bé 42 ký ngoài tiền. Ngố bé 42 ký như em hết rồi. Anh chỉ còn cái mẫu kia. Đợi chút lát em lên cho chị, đợi chút lát em lên nha. Rồi đây chị làm lại bộ này cho mấy cái mã này, mã xanh cho mọi người, mã xanh chị bé trai này. Đấy, có hình khủng long kia nó cả nhà, mã xanh kia. Xanh này size em có đủ size, tầm khoảng là 10 đến 35 kg luôn. 10 cho đến 35 kg luôn, chốt cho em mã này mã xanh mọi người nha. Mã xanh giúp em á cả nhà nha. Dạ khung lạnh cho bé có cho chị nha. Rồi chị làm lại bộ này chốt cho em bộ này bộ xanh cho mọi người ơi. Mã xanh giùm em cả nha, mấy chị lấy khung lạnh BD hay là khung lạnh thể thao. Rồi lấy comment cho em bộ này bộ xanh nha, đủ size. 10 kg cho đến 35 kg luôn mấy chị, 70 80 90 cho em. 70 80 90 chốt cho em bộ xanh nha mọi người nha, mã xanh cho em. Đẹp trai. Rồi mã xanh 95 em chốt chị Ngọc An An nè. Xanh 95 cho chị Ngọc An An. Rồi xanh em vẫn còn size 35 kg luôn nha mọi người nha. Em vẫn còn 35 kg đấy, chị nào lấy xanh thì chốt cho em mã xanh cho em. Vẫn còn size 35 kg giúp em ha. 10 cho đến 35 kg. Nào lấy mã xanh chốt em nha, mã xanh cho em nha. Mã xanh giùm em ha cả nhà ha, mã xanh cho em mọi người. Đây em lên tiếp bé gái cho cả nhà nè. Một bé gái. Thỏ hồng 15 kg dùng đơn tối qua. Chị Thảo Hiền một. Thỏ hồng luôn nha, để luôn. Thỏ hồng 15 kg chị Thảo Vy. Rồi, khoảng 15 kg chị Thảo Vy. Ok chị Thảo Vy nha. Mã xanh 28 kg em chốt cho chị Thúy Trần. Dạ em đang lên nè chị ơi, em đang lên nè. Đang lên khách hàng nè. Xanh 28 kg. Xanh 28 kg chị Thúy Trần có đơn nè. Số hàng đợt này là lên giá giùm em mọi người nha. Em cứ ghim giá xanh nhí 70, xanh đại 80, xanh nhỏ 80, xanh đại 90 giùm em ha. Em thấy lô này là lô cuối thôi chị, anh thủ chốt. Rồi, em bộ này, chốt em bộ này là mã hồng cho mọi người nè. Đây, đây mã cà rốt mấy chị, mã cà rốt nha. Đây, con thỏ nó ôm củ cà rốt mấy chị nha. Chốt cho em mã này mã cà rốt cho em, 10kg đến 15kg xay nhí thôi. 10 cho đến 15kg chốt cho em mã cà rốt cho em mọi người nha. Đây, củ cà rốt giúp em mấy chị ơi. Đây, chốt cho em mã này mã cà rốt mấy chị, xay tầm khoảng là 10kg cho đến 15kg. 10 cho đến 15 kg chốt cho em mã cà rốt mọi người nha, cà rốt cho em. Size nhí 70 cho em mọi người. 10 đến 15 kg mã này size nhí mấy chị. Chốt cho em bộ này bộ cà rốt cho bé gái. Bộ này bộ cà rốt cho bé gái nha mọi người nha, cà rốt cho bé gái giùm em. Rồi, em lên bộ này bé trai nè. Mã này size đại cho bé trai nè. Lấy comment cho em bộ này là bộ khủng long màu vàng. Mã khủng long vàng bé trai 25 kg cho đến 35 kg có size. 25 cho đến 35 kg có size nha, 91 bộ cho em mấy chị. Đây là chốt bộ này comment cho em mã này là mã khủng long vàng cho mọi người. Khủng long vàng giúp em nè nha nè. Lấy comment cho em mã này mã khủng long vàng giùm em nha, 25 cho đến 35 kg có size giùm em. Ai em có được 2 kg mấy chị ơi, 35 kg luôn rồi. Lấy comment cho em mã này mã khủng long vàng cho mọi người nha. Tí xíu mấy chị có điện thoại. Alo hả? À đúng rồi em. À mấy chị có thể có dân nữa mà. Đường dài này đi em. Alo. 132 tay xong. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi. Rồi em lên tiếp bé gái là còn ít đi lên cho mấy chị luôn đây. Rồi em lên bộ ngựa. Bộ ngựa cho bé gái em có size nhí và size nhỏ nha, bé gái size đại hết rồi mấy chị. Gái size đại không còn đi nào luôn hết. Rồi chị nào lấy mã này chốt cho em mã này, mã ngựa nè mọi người. Đây, bộ ngựa bên đi cho em nè. Lấy comment cho em mã ngựa mọi người nha. Ôi đẹp quá à. Con ngựa đẹp dễ thương luôn á. 10kg cho đến là 24kg có size nha mọi người. 10 đến 24kg có size cho em nè. Chị lại chốt bộ này comment cho em mọi người giùm em. Mã ngựa cho em cả nhà nha, mã ngựa giúp em. 10 cho đến là 24kg cho em á cả nhà hả? Đẹp chưa mấy chị, hình ngựa bunny giùm em nha. Size nhí và size nhỏ cho em mọi người.
size nhí và size nhỏ cho em á cả nhà hả? Chị nào lấy comment cho em một cái bộ ngựa với chị yêu nha. Rồi mã ngựa của bé gái cho em mọi người. Tầm khoảng là 10 kg cho đến là 24 kg. 10 đến 24 kg chốt cho em bộ ngựa giùm em với chị yêu nha. Các chị lấy bé gái size lớn đúng không? Để em lên hàng 3D cho cả nhà. Bé gái size lớn để em lên hàng cũng lạnh 3D nè. Đây em lên cái mã này hàng tay dài. Hàng này tay dài quần dài cho bé gái nè. Giá size bự nè mấy chị. Rồi cái phun này có size tới 40kg luôn các bạn nha. Mã ngựa 24kg em chốt chị Kho Nguyễn. Ngựa em chốt chị Kho Nguyễn nó size chị 80. Đây em lên cái mã này cho cả nhà nha. Có size bự giùm em nha. Tay dài quần dài hàng không lạnh nè. Mã ngựa 15kg chốt chị Quỳnh Lê. Đây đẹp lắm luôn mấy chị. Đấy. Tay dài quần dài cho em mọi người nha. Đúng rồi, ai chị nào lấy bộ này comment cho em, bộ này bộ gấu có hàng cho em mọi người. Đấy, hàng thun lạnh in hình 3D cho em mọi người, tay dài quần dài mặc rất là mát luôn. Phun quần ống bo, quần dài ống bo Alibaba cho em là cả nhà nè. Đấy đẹp cho mấy chị. Rồi mã này là già bé gái ra 2kg là hàng xuất hàng hết rồi chị. Để lấy hàng cô công đi, lấy hàng cô công mới là hàng thun lạnh giùm em nè. Cái hàng xuất hàng là em hết size lớn rồi, hết size đại rồi. Size đại là em còn bé trai thôi. Chị nào mà lấy xuất hàng size đại bé trai thì em lên tiếp cho. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em mã gấu vàng nha. Em có size tầm khoảng là 12kg đến 40kg mấy chị. 12 cho đến là 40kg nha. Con to lắm mấy chị ơi. Size nhí là 85, size đại 95 ngàn. Nhí 85, đại 95 ngàn bộ cho em. Đấy. Hàng thun lạnh in hình 3D nè. Chắc vải mặt mát lắm. Quần có bo cho em á. Kiểu có quần Alibaba mấy chị nè. Trời ơi chắc mặt đẹp lắm luôn nha. Size tầm khoảng là 12kg đến 40kg mặt người nha. 12 cho đến 40kg em có size nha cả nhà nha. Lấy comment cho em mã này là mã gấu vàng cho em mọi người. Gấu vàng cho em. Xuất hàng bé trai xe đại hả? Thôi ok chị yêu. Đấy chị nào lấy bé gái thì lấy qua cái hàng này cho em nè. Hàng này em có xe đại nha. Chứ xuất hàng bé gái là giờ em hết xe đại rồi. Xe đại em còn xe đại bé trai thôi. Xuất hàng bé trai thôi. Rồi chị nào chốt mạng gấu vàng là chốt giùm em nha cả nhà nha. Gấu vàng giùm em 12kg cho đến là 40kg đấy. 85-95 ngàn bộ cho em mọi người. 85-95. Lấy comment cho em mạng gấu vàng nha mọi người nha. Ủa đẹp lắm. Hàng tay dài quần dài để mà sướng chắc quả mặt mát cực kỳ luôn. Rồi để em lên tiếp xúc hàng bé trai nha cả nhà. Em tiếp xúc hàng bé trai. Đây, xúc hàng bé trai. Rồi em lên tiếp bé trai cho cả nhà này. Mã này là em có size. Mã xúc hàng này em có size size nhí với size nhỏ mọi người. Size nhí size nhỏ đây. Đây là lấy con lấy cho em bộ này bộ xanh cho em. Đấy, mã khủng long xanh mọi người, khủng long xanh. Khủng long xanh giùm em nha, size tầm khoảng là 10kg đến 24kg mấy chị ơi. 10 cho đến 24kg, size nhí và size nhỏ 70-80 ngàn bộ cho em. Đấy, chốt mã này comment cho em mã này mã khủng long xanh đó cả nhà. Khủng long màu xanh giúp em nè mọi người nè. Size nhí và size nhỏ giùm em 10kg đến 24kg. 10 cho đến 24kg chốt cho em mã này mã khủng long màu xanh cho em nha. Khủng long xanh giúp em đó cả nhà. Size nhí và size nhỏ cho em mọi người ơi. Nhí và nhỏ cho em cả nhà. Size nhí và size nhỏ chốt giùm em mã này là mã khủng long màu xanh. Đang size đại em còn được hai bộ nhện nè. Chị nào lấy nhện xanh chốt cho em nhện xanh nè. Rồi xanh 15kg cho chị Trần Thu Hiền. Xanh 15kg chị Trần Thu Hiền giùm em ok chị yêu nha. Đây bộ nhện xanh em còn được hai bộ size đại đây. Chị nào lấy nhện xanh chốt cho em nhện xanh nè. Nhện xanh em còn size tầm khoảng 29kg đến 35kg mọi người nè. 29 cho đến 35kg nha, size đại 90 giùm em. Đấy, chị nào chốt mã này comment cho em mã này mã nhện xanh cho em nè. Tay dài thì dài rồi được trắng chị ơi. Đấy, nhện xanh giùm em nha, 29kg cho đến 35kg. Em còn được 2 bộ nhện xanh thôi cả nhà, 29 đến 35kg chốt cho em mã này mã nhện xanh cho em. Nhện xanh size đại là 90.000 bộ giùm em nha mấy chị ơi nha. À size đại là 90 cho em đó cả nhà. Rồi lấy comment cho em mã này mã nhện xanh giùm em. Nhện xanh mã xanh 12kg em chốt chị Quỳnh Lê. Chị Quỳnh Lê. Rồi chị nào lấy nhện xanh chốt em nhện xanh nha. Nhện xanh có được có 2 bộ mấy chị. Nhện xanh sẽ có được 2 bộ thôi nha. Rồi đây em lên mã này có size nhí đại cù cho cả nhà đây. Lên mã này nhí đại cù nè. Chị nào lấy bộ này coi mấy chị mã cam cho mọi người mã cam 10kg đến 35kg có size. Đủ size nhí đại cù, nhí nhỏ đại luôn 70-80-90 cho em luôn. Đấy. Lấy bộ này chốt cho em mã này mã cam cho mọi người nha, mã cam giùm em.
có cái dài quần dài này đẹp thôi chưa mấy chị, 10 kg đến 35 kg có size nha, còn đủ size mấy chị nha. Chị nào chốt mã này comment cho em một cam giùm em, 70, 80, 90 cho em vậy nha, 10 kg đến 35 kg giùm em mấy chị. Đấy, chị nào lấy bộ đấy comment cho em mã cam giùm em, mã cam cho em nha mọi người nha, mã cam giùm em của bé trai mấy chị, mã cam của bé trai giùm em. Rồi em lên bộ này là bộ xe này, bộ xe bé trai xa nhí nè. Hai chị nào lấy mã này comment cho em mã xe xanh mọi người nè, 10 kg đến 15 kg mã xe xanh cho em nè, xe xanh 10 kg cho đến 15 kg giùm em nha mọi người nha, lấy comment cho em mã đấy mã xe xanh giùm em. Rồi chốt mã này comment cho em mã này mã xe xanh giùm em á cả nhà, xe xanh giùm em là 10 kg cho đến là 10 kg cho đến là 15 kg mặc vừa size nhí, 70.000 một. Đấy, chốt bộ này comment cho em một xe xanh giùm em. Xe xanh giùm em nha, xe xanh 10 kg là xe xanh 12 kg, chốt chị Hường xanh lý. Rồi xe xanh em còn bộ 14-15 kg rồi nha mọi người nha. Còn một bộ 14-15 kg rồi, chị nào lấy xe xanh chốt em là xe xanh. Rồi xe 15 kg chốt chị Trần Thu Hiền luôn. Rồi xe xanh. Xe xanh em hết rồi chị Nhím Mập, và xe xanh em hết rồi. Qua mã khác nha. Đây em qua bộ này, bộ voi nè, mã voi xe xanh em hết rồi cả nhà ơi, để em qua mã khác cho mọi người nha. Đây lấy mã này comment cho em mã voi vàng mọi người, mã voi vàng cho em. Voi vàng, voi vàng này em có size nhí là 10 cho đến 15 kg với lại size đại là 25 đến 35 kg giùm em. Cái này em hết size nhỏ rồi mấy chị. Cái này chỉ có nhí là đại thôi giùm em nha mọi người nha. Chị nào lấy mã này comment cho em mã này mã voi vàng giùm em, 70 và 90. Size nhí 10 đến 15 kg và size đại là 25 cho đến 35 kg giùm em nè mọi người. Đấy. Chốt mã này comment cho em mã voi vàng đó cả nhà ha. Voi vàng giúp em nha mọi người nha, mã voi vàng giùm em. Đẹp lắm mấy chị. Bộ voi vàng giùm em. Rồi, voi vàng giùm em nha mọi người nha, voi vàng 26 kg em chốt chị Ly Na Nguyễn. Voi vàng em có size tầm khoảng là 10 kg cho đến 15 kg, với lại là bây giờ em còn size đại là 30 cho đến là 35 kg giùm em. Voi vàng 13 kg em chốt chị Nhím Mập nè, 13 kg chị Nhím Mập, 15 kg em chốt chị Trần Thu Hiền nè, 26 kg cho chị Ly Na Nguyễn nè. Voi 12 kg em chốt chị Quỳnh Lê nè, voi 12 kg chị Quỳnh Lê. Rồi chị nào lấy voi vàng chốt giùm em nha mọi người nha. Ta nhí là em còn 10 cho đến 15 kg luôn nha, nhí còn đủ 10 đến 15 kg. Đấy, size đại là em còn tầm khoảng cỡ 29 kg đến 35 kg cho em vậy nha, 29 đến 35 kg giùm em. Rồi bé trai dạ ok chị theo dõi lại giùm em nha, bé trai 19 kg nhiều lắm. Rồi chị nào lấy comment cho em mã này mã voi vàng giùm em á mọi người, nó là voi vàng giúp em nha. Voi vàng, voi vàng. Đây bé trai 19 cái gì lấy bộ này nè. Ủa bộ này đẹp nè. Chị Hồ Thị Ngọc Mỹ lấy bộ cam này đi. Bộ cam này em có size tầm khoảng là 10 kg cho đến 35 kg luôn nè. 10 đến 35 kg chốt cho em bộ khủng là màu cam cho em, đủ size nhí đại luôn, nhí nhỏ đại luôn. 70, 80, 90 chốt cho em mã cam cho em nè. Đấy. Mã cam này em còn đủ từ 10 kg cho đến là 35 kg luôn nha mọi người nha. 10 cho đến 35 kg chốt cho em mã này mã cam cho em cả nhà ha. Mã cam gì mua mấy chị. 10 cho đến 35 kg giùm em mã cam. Rồi, mã cam giùm em nha. Rồi, bé trai em coi lên tiếp cái mã này cho mấy chị đây. Mã này có size nhí nhỏ đại luôn nè. Bé trai size đại còn nhiều, bé gái hết size đại. Bé gái giờ còn tầm cỡ 23-24 đô lại. Hết size lớn. Rồi, qua bộ này chốt cho em mã này mã khủng long màu xanh cho em mọi người, khủng long xanh. Khủng long xanh 10 kg đến 35 kg cho em nha cả nhà nha. 10 cho đến 35 kg giùm em chốt cho em mã này mã khủng long màu xanh cho em. Đấy, xuất hàng tay dài quần dài này. Trời ơi, về luôn này lốt cuối rồi mấy chị, tranh thủ chốt rồi hết hàng rồi nha. Đấy, 10 cho đến 35 kg chốt cho em mã này mã khủng long màu xanh mấy chị nha. Đủ size, nhí nhỏ đại luôn cho em cả nha nè. Đấy, mã khủng long xanh cho em mọi người ha. 10 kg cho đến 35 kg cho em mọi người. 10 đến 35 kg chốt cho em mã này mã khủng long xanh nha mấy chị đẹp nha. Khủng long màu xanh cho em mọi người nha, 10 đến 35 kg giùm em. Đủ size, nhí nhỏ đại cho em mấy chị. Chị nào chốt cho mấy chị bộ đấy là một khủng long màu xanh cho em mọi người. Khủng long xanh, khủng long xanh cho em á nha nha, khủng long màu xanh giúp em. Ai bé gái
Chúng ta thử còn bộ nào của bé gái nữa nè. Ủa, bé gái còn cái mã mèo này dễ thương luôn, ghê luôn á. Chị nào lấy bé gái, mã này sai nhí kia nè. Vậy nào chốt bộ này còn mấy khủng long xanh 13kg, em chốt chị Yến mặc. Ai khủng long xanh 13kg chứ chị Yến cho em nha. Rồi chị nào lấy khủng long xanh là chốt em nó đủ size, nhí nhỏ đại luôn 10 đến 15kg. Rồi em lấy mã này mọi người nha. Ôi ôi mã con mèo bé gái cưng chưa, con mèo dễ thương quá à. Comment cho em mã mèo này mọi người nha. Đấy, xinh giống lắm chị. Rồi, mã này comment cái màu áo này kiểu màu hơi hồng hồng cam cam mấy chị. Comment cho em bộ mèo thôi, khỏi lộn. Mã mèo thôi nha, mèo 10kg đến 15kg cho em nha. 10kg cho đến 15kg cho em, mã này mã mèo cho em đó nha hả. Mã mèo dùm em mấy chị nha, 70 dùm em. Mã mèo 70 cho em hả nha. Size nhí 70, 10 đến 15kg chốt cho em bộ mèo mấy chị. Bộ mèo dùm em cả nha hả. Mã mèo giúp em mọi người nha. Chị Nguyễn Linh Nhi bộ quá. Chị Nguyễn Linh Nhi ơi, chắc bên em không có chốt đơn cho mình nữa đâu nha chị. Đơn của chị là đã xả nhiều lần lắm rồi, bên em không có chốt đơn cho mình nữa nha. Rồi, chị nào lấy mèo chốt mèo mã mèo nha mọi người nha. Mấy chị nào mà xả đơn bên em nhiều lần bên em không có chốt nữa đâu mấy chị. Chị ở Quy Nhơn là bên em cho ship mà chị không chịu ship gì. Nay bên em không có nhận đơn nhí lấy nữa đó. Em không có chốt được nữa nha, chốt cái con xả này nữa. Rồi em lên bộ này cho bé trai nè. Bộ này size nhí và size nhỏ cho bé trai nè mọi người. Size nhí và size nhỏ cho bé trai nha. Bộ gì bên đây, Superman này coi. Đây comment cho em mã nhện vàng cho mọi người, nhện vàng. Nhện vàng 10kg cho đến 24kg cho em cả nha. 10kg đến 24kg em có size nè. Chị nào chốt bộ này comment cho em bộ nhện vàng cho em. Đây, cái quần mèo mèo này đẹp chưa. Đấy, size nhí và size nhỏ cho em 70-80 cho em nha. Đấy comment cho em mã này mã nhện vàng cho em mọi người nha. Nhện vàng giúp em á cả nhà ha. Mã nhện vàng cho em mọi người. Size tầm khoảng là mã Mickey hả? Ủa mã Mickey là mã nào ta? Hả? À không phải, bộ Mickey lúc trước màu đỏ đỏ cam cam á. 22kg. Đúng rồi, mã Mickey đó. Rồi ok Mickey, em chúc chị Văn Bảo Giang nè, Mickey 22kg. Em chơi chị nha, mã Mickey này hôm nãy giờ em like mượn Mickey nè. Chị Văn Bảo Giang có mã Mickey giùm em ha. Rồi lên bộ này cho bé gái rồi đây. Bé gái em hết mẫu luôn rồi. Đang chạy. Rồi em lên mã này cho bé gái mọi người nè. Chị nào lấy bộ của này comment cho em bộ thỏ hồng 10kg cho đến 24kg có size. 10kg đến 24kg em có size mọi người nha. Dạ rồi, bé gái xe đại đợi xíu em lên cái hàng thun cô tông với lại hàng thun lạnh cho chị nha, chứ hàng xuất hàng này không có ha, xe đại. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em, mã này là mã thỏ hồng giùm em mọi người, mã thỏ hồng cho em. Thỏ hồng cho em mấy chị đẹp nha, size tầm khoảng là 10kg cho đến là 24kg. 10 cho đến 24kg chốt cho em mã thỏ hồng. Chị Yến ơi, chị lấy bé gái một bộ dài ba mấy ký đúng không? Bé gái mà dài ba mấy ký để em có lên mã này nè chị. Hồi nãy em có lên cái mã mà mã con gấu đây nè, chỗ hàng dài 38kg bé gái, là giờ hiện tại em chỉ có cái hàng 3D đi thôi nè. Mã thỏ 20kg em chốt cho chị Kim Hương. Mã 20kg chị Kim Hương có đơn nha. Đồ gỗ bé 36kg giờ còn, mấy chị theo dõi thôi dùm em đợi chị lên cho nha. Mickey 22kg em chốt chị Văn Bảo Giang rồi chị ơi. Đây chị nào lấy đồ dài bé gái mà lấy size đại lấy cái mẫu này đơn giản mấy chị, đẹp lắm mà chắc phải mà có sướng luôn. Hàng này mà rất là rẻ luôn mấy chị nha. Đây nè, cái hàng thun lạnh áo cái dài quần dài đây nè. Đấy, em có hình này hình gấu vàng cho mọi người nè. Đấy, gấu vàng cho em. Còn hình khác để xuống lên cho mấy chị luôn cho lấy. Đây, mã gấu vàng cho mọi người nha. Gấu vàng cho em 12kg đến 40kg luôn. Phôn to đó. Phôn một Alibaba như thế này cho em, ống rộng Alibaba nè. Rồi thỏ hồng 14kg em chốt chị Nguyễn Quyên cho em. Thỏ hồng 14kg chị Nguyễn Quyên có đơn cho em nè. Rồi gấu vàng bộ 3D giùm em nha. Bộ gấu vàng này là hàng thun lạnh in hình 3D cho em. Size tầm khoảng 12kg đến 40kg, size nhí 85, size đại 95 giùm em. Đấy, nhí 85 và đại 95 nhận bộ mấy chị, áo tay dài quần dài cho em. Ôi hàng thun lạnh mà rất là mát luôn. Rồi thỏ 15kg chốt chị Quỳnh Lê luôn nha. Đấy, áo tay dài quần dài. Đấy, đẹp lắm mấy chị. Bộ không mua Alibaba mấy chị nha, đẹp cực kỳ luôn á, lon màu như thế này cho em. À, chị nào lấy mã này comment cho em, mã này là mã gấu vàng mọi người. Gấu vàng 65 rồi. 50, 55
Nhà nãy có một bộ em quăng ra coi bị lệ. Bộ này sao như người ta 14kg, 15kg của bà Nguyễn. Chị à, chị gì ta? Chị Quỳnh Lê ơi, mà thỏ em hết 15kg rồi. Em còn 13kg với lại 16kg ấy. Hết 15kg chị lấy là 16kg được không? Nhít lên size được không? Rồi chị nào lấy gấu vàng cho em gấu vàng nha. Rồi để em lên hàng hàng khung cô tông cho mấy chị nha. Rồi để em lên hàng khung cô tông cho cả nhà nha. Đây Mickey 22 với chị Văn Bảo Giang là em chốt rồi đó. Thì em chốt cái chuyện bộ Mickey rồi á. Rồi chị nào lấy gấu vàng cho em chỗ bộ gấu vàng hàng không lạnh mặt xuống á mấy chị. Hàng này em nói thiệt mặt tóc đã luôn mấy chị yên em đi. Mê ly nha. Rồi gấu vàng cho em nha. Đây em còn cái này nó mới còn 3 bộ nữa. Sao giờ còn 2 bộ hàng bộ đi đâu. Cái này em phải cắn nước nha đúng không? Ờ, thấy có 2 bộ mà. 2 bộ mà. Bây giờ còn có 1 bộ, xem 1 bộ. À, em lên bộ dài để cho cả nhà nè. Xem cho mấy chị luôn nha. Bộ dài hàng khung da cá cho em nè mấy chị nè. Đấy. Vậy nào chốt bộ này coi mấy chị mà này mã cho phú hộ. Ai có in hình cho phú hộ giùm em. Tay dài quần dài hàng khung da cá chắc rất là dày dạng luôn. Đấy, cái bộ này là hàng hiệu trang chiếc cho em mọi người nha. Rồi mã này giờ em còn bộ này là cho phú hộ. Bộ này size tầm khoảng cỡ 32-33 cái mặt vừa. Mã cháo phú hộ này 32-33kg giùm em nha. Đây bé nào mà 35kg gọn gọn người mặc ok luôn nè. Em phô nó to lắm mấy chị. Đấy cháo phú hộ giờ em sale với chị rồi. Mã này 100 mấy. Rồi mã này giờ em sale cả nhà 101 mọi người nha. Mã cháo phú hộ sale 101 giùm em. Vậy nào chốt bộ này comment như em bộ cháo phú hộ mấy chị nè. Đây còn quần có bo và tay có bo luôn. Rồi chị nào lấy mã này comment như em cháo phú hộ mọi người nha. 101 bộ giùm em nha. Hàng không gia cá chắc chị nhận lắm mấy chị. Đấy. Rồi chốt comment cho em mã cháo phú hộ mọi người nha. Trời ơi còn có một bộ vui đẹp lắm. Chắc quả là chị dạng mặt mùa lạnh mà mặt rất là cuốn luôn. Áo ấm nha mấy chị luôn nha. Comment cho em bản mã cháo phú hộ giùm em ha. Rồi ok chị đợi em xíu. Con nó chụp 3D. Rồi chị nào lấy cháo phú hộ chốt em nha mọi người nha. Ôi mấy đống này ra cụ được. Cho em lấy cục 3D đi. Máy cục bò 3D. Không lạnh 3D. Đây có gì cũng được đúng trai gái cháu phú hộ em chốt chị Nguyễn Thùy Trang này. Trời ơi mấy chị bộ đấy đẹp lắm luôn á mấy chị. Lấy đi có 101 thôi nha. Xem 101 thôi cả nhà. Sai đại có 101 à. Rồi bộ này chốt cho em mã này mã bò hồng giùm em mọi người. Bò hồng em còn bộ này size tầm khoảng cỡ 10 à. Không to lắm luôn mấy chị. Bộ bò hồng này size tầm khoảng 18-20kg mặt vừa cho em nha. Bò hồng 18-20kg mặt vừa cho em nha. 101 giùm em luôn mấy chị nha. Hàng hiệu trang chiếc cho em cháu phú hộ. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em mã bò hồng phía dưới này có bao cho em mọi người này. Đấy. Hàng khung da cá chắc dày dặn hoặc sướng lắm mấy chị. Lấy comment cho em mã này mã bò hồng giùm em nha. 101 giùm em. Bò hồng 101 cháu phú hộ. Cháu phú hộ 101. Rồi lấy mã bò hồng 101 giùm em nha. 18-20kg mặt vừa. Mã bò hồng 18-20kg mặt vừa giùm em nha. Con nó bự lắm luôn á mấy chị. Đấy cháu comment cho em bộ bò hồng cho em. Bò hồng cho em mọi người. Đây em lên tiếp bộ 3D cho mấy chị đây. À không làm 3D cho em. Rồi chị nào lấy bộ này coi mấy em mã nhện đỏ mọi người. Mã nhện đỏ cho em. Đấy. Nhện đỏ giùm em size tay dài 12kg cho đến 23kg nó size mọi người. 12 đến khoảng 23-24kg giùm em nha cả nhà nha. Đấy mã này em xem mấy chị 85.000 bộ. Hàng thun lạnh, áo tay dài, quần dài cho em thun lạnh hình 3D cho em nè. Chắc khoảng mặt xuống mát cực kỳ luôn mấy chị ơi. 12kg cho đến là 24kg nó sai nha. 12 đến 24kg là 10 men chốt cho em mã này mã nhện đỏ mấy chị. Đấy, mình nhìn nhận cho em nè. Cái này em có sang nhí được cả nhà, 85.000 bộ giùm em. Vậy là chốt mã này comment cho em mã này mã nhện đỏ mấy chị. Nhện đỏ cho em nha mấy chị đấy. Chị đẹp nha. Ôi chắc khoảng mặt xuống lắm luôn á, 85.000 bộ thôi. Đấy comment cho em bộ đấy, bộ nhện đỏ giùm em bé trai. Bộ nhện đỏ của bé trai cho em mọi người nha. Nhện đỏ bé trai. Dạ theo dõi like giùm em nha. Theo dõi like từ từ em lên đó cả nhà ha. Các chị đợi xíu từ em lên nha. Rồi em lên tiếp một bộ này là bộ tay dài. Bộ bò hồng chút chị Thảo Tạ nè. 101. Rồi lên mã này cho em mọi người. Đây em lên bộ này áo tay dài quần dài bé gái nè. Bộ 3D cho em không làm 3D cho em nè. Đấy, bộ này chốt em mã này mã Mickey 12kg đến 40kg mặt vừa.
12 cho đến 40 kg cái size mọi người nha, chốt cho mã này mã mít phi kia. Size nhí 85, size đại 95. Cái này cái kiểu có quần Alibaba á mấy chị, quần quần dài ống bom ở kiểu quần phông rộng 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 nè. Trời ơi mặc đẹp lắm luôn á. Đấy. Chị nào lấy mã này chốt em, mã này là mã mít phi giùm em nha. Mã mít phi bé gái cho em tay dài quần dài. 12 kg cho đến là 40 kg cái size giùm em, 12 đến 40 kg. Chốt bộ này comment cho em bộ mít phi nha mọi người nha. Mít phi giùm em, tay lon màu cho em này, màu tím mấy chị. Cảm ơn chị em mã Mickey hết đấy nha. Mã Mickey em có size nhí đại nha mọi người nha. Mickey nhí đại dùm em 12-40kg. Size nhí 85, size đại 95. Nhí 85 và đại 95. Chốt cho em mã này là mã Mickey cho em mọi người. Mickey 85-95 cho em cả nhà nha. Trời ơi cái phone nó rất là to luôn. Mấy chị bộ này phone bự cho bá luôn á. 40kg đổ lại mặt hồi cho em mã Mickey cho em. Rồi mã Mickey dùm em nha cả nhà nha. Chị nào lấy Mickey cho em nha. Đây em còn ít bộ tay dài với chai nè. Bộ tay dài, quần dài với chai hàng Thu Cô Tâm chấm phẩm là hiệu MB nha mấy chị ạ. À hiệu MB giùm em mọi người. Em coi còn size nhiêu ký à. Rồi. Thì nào lấy bộ này comment như em mã đỏ cho mọi người mã đỏ. Mã đỏ em còn được 2 bộ nha, hàng Thu Cô Tâm chấm phẩm là hiệu MB cho em. Mickey 22kg. Chị Văn Bảo Giang lấy Mickey luôn không? Mickey dài tay đây đúng không? Ok, Mickey 22kg chúc chị Văn Bảo Giang nha. Hồi nãy là chị chúc một mã Mickey xuất hàng, giờ lấy mã Mickey này đúng không? Cái này xong rồi xuất hàng xong rồi em bắt xuất hàng ra bản đây. Rồi Mickey 22kg chị Văn Bảo Giang giùm em. Trời ơi, mã Mickey cái hàng tay dài quần dài này mà sướng lắm luôn á chị. Mẹ con em mới coi mấy bộ rồi nữa. Rồi, Mickey giùm em 85-95 nha mọi người nha. Hàng BD tay dài quần dài này 85-95 nha giúp em. Rồi, mã Mickey. Đây, em qua cái bộ này nha mấy chị. Bộ này hàng tay dài quần dài của Big Trai cho em nha nè. Đấy, mã này tay dài quần dài hàng Thu Cô Tâm chấm phẩm. Cái mã này là hàng hiệu MB cho em nè. Rồi hàng này hàng hiệu MB cho em mọi người nha. Trời ơi hàng thương hiệu cao cấp mấy chị. Đấy, mã này em còn được 2 bộ. Một bộ là 12-13kg và là một bộ tầm khoảng cỡ 14-15kg mặt vừa. Em còn một bộ là 12-13, một bộ 14-15kg giùm em. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Đấy xuất sắc giùm em xem mấy chị 101 mọi người nha. Giờ nào lấy mã này comment cho em mã đỏ. Mã đỏ em xem 101 cả nhà ơi. Đỏ 101 giùm em còn được 2 bộ. Là tay dài quần dài thun cô tông chấm phẩm như em nè nha. Một bộ là 12-13kg và là một bộ tầm khoảng cỡ 14-15kg mặc vừa cho em. Chốt comment cho em bộ đỏ cho em nha mọi người nha. Mã đỏ giùm em nha. 101 bộ đỏ cho em còn được 2 bộ xem mấy chị 101. Thun cô tông chấm phẩm chắc phải mệt mát lắm mấy chị. Chắc phải mệt sướng cực kỳ luôn á. Chốt comment cho em mã đỏ nha mọi người nha. Mã đỏ giùm em cái gì đẹp. Mã đỏ em còn được 2 bộ mấy chị. Mickey tay dài. Mẫu Mickey hả? Mẫu Mickey là tay dài chị ơi. Mẫu Mickey em mới vừa lên hồi nãy là tay dài của cái gái. Hình tay dài mình dài á. Rồi chị nào lấy bộ này chốt cho em mã này là mã Puma mọi người nha. Puma cho em. Puma này em còn bộ size bé tầm khoảng là 10. Bộ Puma này tầm khoảng có 10-11kg mặc vừa cho em mọi người. Mã Puma này tầm khoảng 10-11kg mặc vừa. Em xin bộ này mấy chị 60 cho em. Chốt cho em mã Puma 60. Đấy. Hàng thun luôn nha mọi người nha. Chắc thun cô tông luôn cho em nha. Tay dài quần dài này. Ủa đẹp lắm mấy chị. Phun thể thao cho em á. Chị nào lấy con mấy chị mã Puma còn có 1 bộ à. Tầm khoảng có 10-12kg mặc vừa nha. 10-12kg mặc vừa trước cho em bộ này bộ Puma cho em mọi người nha. Puma dùm em. Puma 10-12kg cho em á. Nha ha. 10-12kg mặc vừa trước cho em mã Puma cho em. Rồi. Đây em còn một bộ sọc đỏ hàng thun bô jeep cho em. Sọc đỏ thun bô jeep. Mã này size bé tầm khoảng cỡ 16-18kg mặc vừa cho em cả nhà nè. Đấy. Mã sọc đỏ tầm khoảng 16-18kg mặc vừa cho em cả nha. Mã này giờ em xem mấy chị luôn. 55.000 chốt cho em mã sọc đỏ cho em 55k. Sọc đỏ 55.000 giùm em nha mọi người nha. Lấy comment cho em mã sọc đỏ còn có một bộ Puma chút chị cậu đổ 60. Rồi lấy mã này comment cho em bộ sọc đỏ giùm em. Size tầm khoảng là 16-18kg mặc vừa cho em mọi người. 16-18kg chốt cho em mã này mã sọc đỏ nha cả nhà nha. 16-18kg cho em. Còn được có một bộ sọc đỏ thôi mấy chị.
chốt coi mấy chị em mã sọc đỏ tại nha. Sọc đỏ 16-18 kg 55.000 mã sọc đỏ cho 55 kg. Đây bộ gì đây? Bộ 3D, bộ đã 60. Rồi, em còn một bộ hàng thun lạnh 3D của bé trai mấy chị ơi. Áo tay ngắn vùng mùi cho bé trai này cả nhà nè. Đấy, bộ 3D hàng thun lạnh, hàng 3D chị đẹp lắm, chắc mặt mát. Đây, lấy bộ này coi mấy chị em mã này, mã xanh. Mã xanh, mã xanh, bộ này size tầm khoảng cỡ 16. Bộ xanh này tầm khoảng cỡ 20-21 kg mặt vừa mấy chị phong to. Bộ xanh này 20-21 kg giùm em nha, sale mấy chị là 65 cho em. Mã xanh 65.000. Xanh 65.000, size tầm khoảng cỡ 20-21 kg mặt vừa cho em nữa nha nè. Em còn được có 1 bộ nè. Xanh này em còn 1 bộ mọi người nha. Chị nào lấy comment cho em bộ này bộ xanh giùm em. Bộ xanh tầm khoảng cỡ 20-21 kg mặt vừa cho em ha. Mã xanh 65.000 cho em mọi người ơi. Xanh 65.000, 20-21 kg. Nhà trước comment cho em bộ xanh nha. Rồi em lên tay dài cho cả nhà đây, xanh 65 đi chốt cho chị Yến Ngân. Rồi em lên tay dài quần dài cho bé trai đây cả nhà. Đây mã này tay dài quần dài nè. Mã Mickey tay dài hả? Dạ rồi mấy chị đợi xíu theo dõi like giùm em nha mọi người nha. Mickey tay dài đúng không? Được cho coi lại Mickey tay dài nha. Cùng 3D. Rồi đây em lên cái bộ xanh dài mọi người. Comment trên mã xanh lá. Mã xanh lá này em còn được có 1 bộ à. Size tầm khoảng cỡ 30-32 kg mặt vừa. Đấy, mã xanh lá này tầm khoảng cỡ 30-32 kg mặt vừa thì em nha mấy chị đẹp nha. Là chốt bộ này còn mấy chị một xanh lá em sale 101 mấy chị. Xanh lá 101 giùm em nha cả nhà nha. Đây, thun cô tâm chính phẩm hàng hiệu MB. Quần có túi bên hông cho em mọi người nè. Đấy, đẹp lắm. Ai tầm khoảng cỡ 30-31 và 30-32 kg mặt vừa, bé nào tầm khoảng cỡ 33-34 kg gọn gọn người mà ok luôn. Đấy, con to lắm chịu nha. Hàng thun MB cho em. 101 cho em bộ này á cả nhà. Rồi cái hàng này thị trường bán cũng phải 167 bộ mấy chị. Còn được cái bộ xem mấy chị 101 nha. Lấy comment cho em mã này là xanh lá giùm em, tay bự mấy chị. Xanh lá giùm em mà cả nhà nha. Xanh lá còn được con bộ mấy chị ơi. 101. Rồi màu vàng cho mọi người, comment cho em mã vàng. Bộ vàng này size tầm khoảng là 14-15 kg mặt vừa cho em. Bộ vàng 14-15 kg, chị nào chốt comment cho em mã vàng cho em. Mã vàng 14-15 kg mặc vừa cho em mọi người nha. Quần có túi, quần cô thông chiếm phẩm. Mã vàng cho em mẹ nhà 101 cho em. Dạ cái bộ xanh đấy vừa rồi 33 kg mặc ok nha chị yêu nha. 33 kg mặc ok cho em. Đây lấy mã này comment cho em mã vàng này cả nhà này. Mã vàng giùm em mấy chị đẹp ơi. Mã vàng giùm em. Mã vàng tầm khoảng cỡ 14-15 kg. Mã vàng 14-15 kg đây mọi người. Rồi Mickey tay dài đúng không? Mickey tay dài đây. Cái mã Mickey tay dài này là hàng thun 3D mấy chị. Thun 3D này mặt xuống lắm, mát cực kỳ luôn, một phông to mấy chị nha. Rồi em chốt mã xanh cho chị giờ. Vỏ ngọc liễu 101 cho em. Rồi đây chị nào lấy bộ này chốt em bộ Mickey này ở nhà nè. Mickey của bé gái mấy chị nha. Tay dài quần dài cho em. Đấy, hàng thun lạnh in hình 3D cho em. Em có size tầm khoảng là 12-40 kg luôn mấy chị, không bự lắm luôn á. Đấy, 12-40 kg giùm em nha. Chốt cho em mã này mã Mickey cho em. Size nhí 85, size đại 95. Nhí 85 và đại 95 ngàn bộ giùm em nha cả nhà nha. Chốt bộ này comment cho em mã này mã Mickey cho em mọi người. Mickey cho em mấy chị yêu nha. Mã Mickey giùm em 85-95. Rồi em lên tiếp cái bộ dài hàng thun MB cho cả nhà nè. Em còn ít em lên cho hết cho mấy chị em sale luôn rồi em qua mã khác cho cả nhà. Hàng thun cô tông chính phẩm hàng hiệu MB cho em lên mấy chị ơi. Rồi mấy cái hàng MB này mặt xuống lắm luôn á. Chắc quả siêu đẹp luôn nha. Rồi chị nào lấy comment cho em màu xanh coban cho em mọi người nè. Xanh coban giùm em. Xanh coban này em có size bé tầm khoảng là 12 kg. 12 kg cho đến là 15 kg giùm em nha cả nhà nha. Mickey 20 kg em chốt cho chị Theo Phạm. Mickey cho chị Theo Phạm giùm em nè. Rồi chị nào lấy Mickey nữa chốt mà em nó cả nhà nè. 85. Rồi mã Mickey giùm em nha. 12 kg cho đến là 40 kg luôn mấy chị, không to lắm luôn á. 85-95. Rồi chị nào lấy xanh coban chốt mẹ mọi người nha. Xanh coban 12 kg cho đến là 15 kg. 12-15 kg mặt vừa mọi người nha. Lấy comment cho em màu này, màu xanh coban cho em có màu 18 nè. Có túi cho em cả nhà, xanh cô tâm chính phẩm. Các quả này rất là mát luôn. Đấy, chị nào chốt bộ này comment cho em màu này, màu xanh coban cho em cả nha. Xanh coban giùm em nha mọi người nha. Em sale 101 với chị. Xanh coban này em sale 101 cho cả nhà nha. Chị nào lấy comment cho em màu xanh coban giùm em.
Sanco 3101. Rồi em có thêm màu cuối cùng là màu gạch. Màu gạch cho em mọi người nè, màu gạch cho em. Đấy. Màu gạch em còn size tầm khoảng là 10 kg. Gạch còn size tầm khoảng là 10 kg cho đến là 36 kg mọi người nha, 10 đến 36 kg là vừa cho em nè. Đấy. Chị nào lấy comment cho em màu này màu gạch cho em nữa nha. Sale hết nhí đại đồng giá 101 luôn mọi người nha, nhí đại sale hết 101 luôn mọi người nha. Ai chị nào lấy cục bộ này comment cho em bộ gạch nha. Hàng thun cô tông chấp phẩm hàng vừa MB cho em mọi người nha. Hàng MB cho em nè. Đấy hàng thun vừa nổi tiếng cho em đó nha. Chị nào chốt mã này comment cho em mã này mã gạch cho em. Mã gạch dùm em nha. Áo tay dài quần dài mới chịu nha. Em còn size tầm khoảng là 10-12kg. 12kg đến 36kg mặt vừa cho mọi người. 12 đến 36kg chốt cho em bộ gạch mấy chị đẹp ha. 12 đến 36kg dùm em nha. Đấy nha. Đấy comment cho em mã này mã gạch dùm em. Dạ bộ này nếu bé gái chị muốn cho bé gái mà thì cũng ok luôn. Nếu mà mình thích cho bé gái mà thì cũng được nha chị nha. Rồi gạch 35kg em chốt chị Linh Thùy nè. Làm gì? Gạch chị Linh Thùy dùm em. Rồi mã gạch em hết 36kg rồi nha mọi người nha. Mã gạch bây giờ em còn tầm khoảng là mã gạch bây giờ em còn tầm khoảng cỡ 30kg đổ lại nha mọi người nha. Em còn 30kg đổ lại thôi chị Lê Ngọc Phan ơi, hết 32kg rồi. Còn 30kg đổ lại màu gạch thôi nha mọi người nha. Em xem 101 cái chị. Bộ đẹp lắm luôn á. Anh không nói cục cột, không lạnh. Cái kiểu như là cái tay dài nha. Nếu mà cột 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 á. Mã gạch bây giờ em còn tầm 30kg đổ lại thôi bạn nha ha. 30kg đổ lại thôi mấy chị. Rồi đây em lên cái bộ này cho cả nhà. Hình như hôm qua chị Linh Thùy có chốt cái bộ vàng này mà cuối like em ao mất em chưa kịp chốt nè. Đó ta. Hôm em thấy comment mà em chưa kịp chốt. Đây em lên cái bộ vàng hàng tay dài quần dài bé gái nè. Ôi cưng quá à, hình cô bé dễ thương chưa. Rồi chị nào lấy comment cho em bộ này bộ đắp vàng nha mọi người nha. Mã đắp vàng giùm em. Đắp vàng này em có size bé tầm khoảng là 26kg cho đến là 26 cho đến là 40kg mặc vừa nha. 26 đến 40 kg trên nha mọi người nha. Mã này size đại là 95 ngàn bộ. Đây cái mẫu này cái kiểu áo tay dài quần dài. Quần dài là cái form quần ống bo Alibaba cho em mọi người nè. Rồi mã gạch 20kg. Gạch 20kg chị Thảo Tạ. Gạch 20kg chị Thảo Tạ có đơn giùm em nha. Gạch cho chị Thảo Tạ cho em nè. Rồi gạch 30kg cho chị Mai Lượng luôn. Gạch mã gạch 101 cho em. Đây gạch cho chị Mai Lượng có đơn giùm em luôn nha. Rồi chị nào lấy mã vàng chốt em mọi người nha. Ai đắp màu vàng cho em nè. Đắp vàng này em không có 20kg chị. Đắp vàng này em có size tầm khoảng 26kg cho đến 40kg mọi người. Size đại thôi, hết size nhí rồi. Đấy chị nào lấy đắp vàng chốt em nha. Trời thương lắm luôn á mấy chị. Dễ thương lắm luôn cả nhà. Đây mã đắp vàng cho em á mọi người hả. Đắp màu vàng giùm em. Đẹp xuất sắc luôn nha. Ờ, có quần dài, quần thể thao dài. Dạ quần thể thao dài không có nha chị nha. Rồi đắp vàng 30kg em chốt chị Tina Na này. Trời đẹp lắm luôn mấy chị. Chắc vải mạt mát. Rồi 95.000 bộ mã này dùm em nha. Size đại 95.000 cho em nha. 40kg đổ lại cả nhà. À, thun lạnh. Dài tay bé trai dạ có chị có. Có đợi em lên nha. Rồi chị nào lấy đắp vàng chốt em nha mọi người nha. À, đắp màu vàng dùm em. Đắp vàng 40kg em chốt chị Nguyễn Quyên nè. Rồi đắp vàng còn tầm khoảng 36kg đổ lại cả nha. Đắp vàng còn 36kg đổ lại. Chị nào lấy người chốt luôn em. Dạ áo khoác bé trai đợi xíu để em kiếm nha chị. Mình qua lấy cho mấy cục áo khoác bé trai có sai được. Mấy cái cục ở trên cho đó. Đúng không? Mấy, mấy cục trên cho nó sai nhỏ. Mấy cục mà hàng trong da cá. Nó như bữa chắc nằm đâu dưới đáy. Rồi chị nào lấy bộ vàng chốt mình em nha. Em qua mã cho mọi người nha. Qua mã khác nha. Cô Tông bé gái thì không có sai bự. Cho sai tầm khoảng 35kg đổ lại. Chứ không có sai 36-37kg nha chị Yến Ngân. 36-37kg chỉ có hàng 3D này thôi. Đây em lên bé trai cả nhà nè. Chị nào lấy bé trai nè, em chốt bé trai nè. Áo khoác đợi xíu để em đi kiếm mấy chị. Rồi chị nào lấy mã này chốt em. Mã này mã Batman cho em. Áo tay dài quần dài bé trai cho em. 12kg đến 40kg luôn cả nhà nha. Tay nhí 85 size đại 95 luôn. Đấy. Nhí 85 và đại 95 giúp em luôn cả nhà nè. Chị nào chốt mã này còn bé cho em. Mã này là mã Batman cho em mọi người. Hàng thun lạnh in hình 3D cho em luôn cả nhà ha. À, dạ đồ ngố có mấy chị có gửi like giùm em nha mọi người nha. Từ từ em lên nha. Rồi chị nào lấy mã này chốt cho em. Mã này mã Batman cho em mọi người. Mã Batman giùm em. Size tầm khoảng là 12kg cho đến 40kg mặc vừa cho em. 8595 giùm em. Size nhí 85 size đại 95 cho em cả nhà nha. Chị nào chốt mã này. Dạ rồi ok chị Tina Na nha. Ok chị.
Đây mã Batman giùm em á cả nhà, Batman giùm em mấy chị đẹp ơi, Batman 30 kg cho chị Nguyễn Mai Luyện nè. Batman 30 kg chị Nguyễn Mai Luyện giùm em nha mọi người. Rồi chị nào lấy Batman nữa chốt giùm em ha. Size tầm khoảng 40 kg đô lại, có size cho em vậy nha. Batman 85-95 thì Nana mấy cái đơn thôi, xử lý đơn là để bán chút mọi người xem hết thôi. Rồi Batman 22 kg, Batman 22 kg chị Đặng Nguyễn. Ê, Batman em mất 22 kg chị, còn 24 kg à. Hết size 22 kg mất tiêu rồi. Hết 22 kg rồi nha. Dạ đồ ngắn có mấy chị nha, cứ theo gửi like, nói chung là em lên lộn xộn đủ mẫu hết nha mọi người. Em lên lộn xộn đủ mẫu đủ mã hết nha mấy chị nha, cứ theo dõi like giùm em đi cả nhà ơi. Em bóc cái hàng lên cái đáy, bây giờ không có thể mà đi lên theo yêu cầu được mấy chị. Hàng giờ nó nhiều, bóc cái nào lên cái đáy nha cả nhà. Rồi em lên cái bộ này, đây áo tay dài quần dài luôn cả nhà nè. Chị nào lấy comment cho em bộ đỏ, mã đỏ, mã đỏ em có size nhí à. Mã đỏ này em có size tầm khoảng cỡ 12 kg cho đến 23 kg thôi, 12 đến 23 kg, chốt cho em bộ đỏ giùm em 85.000 luôn mấy chị nha. Vậy là lấy bộ này coi mấy chị em bộ đỏ nha, 85.000. Size tầm khoảng là 12 kg cho đến là 23 kg giúp em nha. 12 đến 23 kg cho em á cả nhà ha, 85.000. Chị nào lấy coi mấy chị em mã này, mã đỏ cho em mọi người 85k. Mã đỏ 85k cho em mọi người nè. Đây, đỏ tay dài quần dài, hàng thun lạnh in hình 3D cho em. Dạ cái hàng này là hàng thun lạnh in hình 3D cho em nha. Chắc thun lạnh mát lắm chị. Đấy. Chị nào chốt coi mấy chị em mã này mã đỏ nha. Mã đỏ mọi người. Dạ đồ của mẹ chứ em không có lên được mấy chị ơi. Không, không phải bill đó đâu, bill đó là bill cũ bỏ đi. Mấy cái bill mà em không có chút rồi chị bỏ. Rồi chị nào lấy bộ này ra, bộ này em lên bộ này là bộ bò sữa, bé trai bé gái mặc đều được nè. Áo tay ngắn và quần ống bo cho em nè. Đấy, áo tay ngắn không quần ống bo cho em nha. Em còn size tầm khoảng là 12 kg, 12 kg cho đến là 23 kg mấy chị. 12 đến 23 kg mã này xem mấy chị 90. Chốt comment cho em mã bò nâu. Bò nâu 90 giùm em, thun cô tông chấm phẩm mấy chị nè. Hàng này hàng thun cô tông chấm phẩm giùm em nha. Quần tay quần có túi luôn, trai gái gì mà cũng được hết. Đấy. Chốt giùm em mã này là mã bò nâu cho em mọi người. Bò nâu 90 12 kg cho đến 23 kg. 12 đến 23 kg em có size nha. Chị nào lấy comment cho em mỗi bộ bò nâu giùm em. Để em đi kiếm áo khoác thôi. Da cá nè, bé trai nè, mấy chị đẹp nè. Ai chị nào áo khoác nè. Áo khoác hình như bây giờ. Ai chị nào chốt mã này coi mấy chị em mã này mã khoác cam, hàng thun da cá mấy chị khoác một cam cho em. Đấy, khoác cam cho em nha, khoác cam nè. Khoác cam em còn size để em quay lễ size mấy chị. Em bán số quý mấy chị chốt cho dễ. Khóc cam này là bây giờ em còn size tầm khoảng là 10 kg, 10 kg cho đến là 25 kg, với lại còn hai cái size tầm khoảng cỡ 32 cho đến là 35 kg cho mình. Đấy. Rồi chị nào chốt mã này coi mấy dây mã khóc cam size nhí 90 size đại trăng nha, hàng thun da cá với trai cho em là cả nhà. Đấy đẹp lắm, chắc dày dặn mặt sướng lắm chị ơi. Đây hàng thun da cá cho em mọi người nha, chị nào lấy comment cho em mã này mã khóc cam cho em mấy chị khóc cam 90-100 nha mọi người nha, size tầm khoảng là 10 kg đến 35 kg cho em nha. Size nhí 90 size đại 100, chốt cho em mã khóc cam. Khóc cam 10 kg đến 35 kg cho em nha. 10 cho đến 35 kg áo khóc màu cam cho em nè cả nhà nè, áo khóc màu cam giúp em nè. Rồi đây em có màu này gì nữa đây. Màu xanh đậu mấy chị nè. Màu xanh đậu giùm em. Khóc cam 35 kg em chốt chị Nguyễn Thùy Trang, cái số 14. Rồi, áo khoác em có màu xanh đậu nè mọi người. Xanh đậu là bây giờ em còn size tầm khoảng là 35 kg là 100.
rồi, màu xanh đậu là em còn tầm khoảng 33kg đổ lại nha. Có cam 19kg, có cam em hết 19kg chị, em còn 18kg. Nó bị lẻ size á, em còn size số 6 là tầm khoảng 18kg, vậy là size số 9 là tầm khoảng 23kg nè. 19kg chị lấy cho em màu này đi, màu xanh đậu nè. Ai chị nào lấy xanh đậu trước cho em xanh đậu nè mọi người nè. Đấy, áo khoác màu xanh đậu cho em. Có xanh đậu là em còn 10kg cho đến 33kg đổ lại mọi người nha. 10 cho đến 33kg màu xanh đậu cho em hàng thương giá cá. Size nhí 90 size đại 100k cho em ha. Nhí 90 và đại là 100 giúp em nha. Chị nào lấy comment cho em màu này màu xanh đậu giúp em nha. Xanh đậu áo khoác màu xanh đậu cho em nha mọi người nha. 33kg đổ lại. Nhí 90 đại 100, 19kg chị lấy qua màu này cho em còn size này chị Ngọc Mỹ nè. Màu cam em hết size mất rồi. Rồi chị nào lấy xanh đậu cho em nha mọi người nha, màu xanh đậu giùm em nha. Cái size bự lật ra, size bự lật ra. Rồi xanh đậu đây, em có màu này màu xanh lá, chị nào lấy xanh lá, xanh lá thì em có còn xanh như ký đây. Xanh đậu em có 19kg á chị, xanh đậu có 19kg nha. Không, chị lấy màu xanh lá em cũng còn size 19kg đây. À mấy chị lưu ý giùm em là mấy chị tự nhắm bé mình mức hay là cao ốm gì đấy mấy chị tự thường hao ra giùm em nha mọi người nha. Bên em chị lấy đúng theo size chuẩn mấy chị báo thôi nha. À, mấy chị mà nhắm con mình mọc ốm gì đấy mấy chị tự thường hao ra giùm em á cả nhà. Rồi em có màu xanh lá cho mọi người nha, màu xanh lá. Màu xanh lá là em còn size tầm khoảng 10kg cho đến là 27kg thôi. 10 đến 27kg màu xanh lá cho em nè cả nhà nè. Đấy. Rồi ok, mấy màu xanh đậu cho chị Ngọc Mỹ. Màu xanh đậu 19kg chị Ngọc Mỹ cho em nè. Rồi chị nào lấy màu xanh lá giúp em nha mọi người nha. Màu xanh lá giùm em. Xanh lá em còn hầm họ 27kg đô lại. Size nhí 90 size đại 100k. Nhí 90 và đại là 100 giúp em nha mọi người nha. Đấy là cái cục màu vàng thôi chị. Rồi chị nào lấy xanh đậu giúp em à, lột xanh lá giúp em xanh lá nha mọi người nha. Xanh lá. Xanh lá còn tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 27kg. Rồi xanh lá 19kg một chút đi chị Võ Ngọc Liễu nè. Xanh lá 19kg cho chị Ngọc Võ Ngọc Liễu giùm em. Rồi xanh số 7 xanh lá 19kg đây. À, em lên hết cái bảng màu với mấy chị nào thích màu nào chốt màu đấy. Rồi em có thêm màu vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng cho em. Không có chứng minh mấy gái, hết sạch rồi. Rồi em có màu vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng cho em nha mọi người nha, màu vàng cho em. Màu vàng em còn size tầm khoảng là 10kg cho đến là sao bóc xuống cái xe bự vậy ta. Màu vàng em còn size tầm khoảng là 10kg cho đến là 33kg mấy chị. Dạ áo khoác bé gái có đợi xíu em lên chị có nha. Rồi màu vàng cho em mọi người nè, chị nào lấy khóc vàng chốt cho em khóc vàng 10kg cho đến 33kg cho em các size. Đấy, size nhí 90 size đại 100 hàng công gia ké đẹp lắm mấy chị. Chị Quỳnh Lê chị lấy màu xanh nào comment cho em chị. Em có màu xanh đậu với màu xanh lá, chị lấy màu xanh nào. Rồi màu này comment cho em màu vàng nha mọi người nha. Tổng hết em có 4 màu nha, màu cam, màu xanh đậu và màu xanh lá cho em. Màu xanh đậu là màu này nè mấy chị. Màu xanh đậu là màu này cho em nè. Đấy. Đẹp lắm luôn á. Đây. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Hàng không giá cá chất dày dặn lắm nha, mặt sướng lắm. Màu vàng em có size tầm khoảng là 12kg, 10kg chứ, 10kg cho đến là 33kg mặt vừa. 10 cho đến 33kg chốt cho em màu vàng cho em. Đấy, màu vàng 10 đến 33kg cho em nha, size nhí 90 size đại 100 nha. Chị Quỳnh Lê lấy màu xanh nào à? Comment rõ màu xanh giùm em ha. Rồi bé gái đây, em lên bé gái cho bạn này nha. Chị nào lấy bé gái, em có áo khoác bé gái cho mấy chị đây. Bé gái em lên áo khoác mèo xanh lá hả? Rồi ok, xanh lá 12kg chị Quỳnh Lê. Em coi chị có là sao. Khoác vàng 14 quý chị nhím mập. Rồi khoác vàng 14 quý này cho chị nhím nè. Ok chị nhím nha. 90-100 thì mẹ mấy chị đẹp lắm luôn á. Đóng đồ. Rồi đây em lên áo khoác bé gái mọi người. Độ áo khoác bé gái mẫu này em còn được có 1 cái mấy chị. Cái màu này em còn được 1 cái nè. Mã mèo hồng cho em. Mã mèo hồng giùm em nha mọi người nha. Mèo hồng em còn một cái size này tầm khoảng cỡ 34-35kg mặt vừa. Mèo hồng em còn cái này tầm khoảng 34-35kg cho em nha. Bé nào 36kg rồi gọn gọn người ốm ốm mặt ok luôn em luôn. Đấy, size đại là 100k áo hàng thun da cá luôn mấy chị. Chắc dày dặn lắm, chịu cầm áo khoác này thịt luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy cái này comment cho em nha. Mã mèo hồng cho em mọi người, đẹp lắm, hàng su kem cho em.
Size đại 100k mã này cho em ha. Chốt cho em mã màu hồng mọi người. Còn cái size tầm khoảng 34-35kg mặt vừa này. Đấy, 34-36kg luôn á, phông to mấy chị. Chị nào chốt con mấy chị mã này mã màu hồng nha. Màu hồng dùm em mấy chị đẹp nha. Mã màu hồng dùm em mấy chị. Cái này size 4 của nó mà to lắm luôn á. Cái này bé nào 36-37kg gọn gọn nguồn nứt vô luôn nè. Thoải mái luôn. Rồi, chốt cho em màu hồng em còn được áo. Màu hồng nó còn được một cái nha mọi người nha. Là lấy màu hồng chốt em nha, màu hồng. À, cái đó mấy chị comment cho em hồng đậm đi. Hồng đậm, em có thêm hồng nhạt nữa. Hồng đậm, hồng nhạt cho em. Hồng nhạt em còn size nhí mấy chị. Hồng nhạt em còn được 3 cái size nhí tầm khoảng là 10-12kg cho đến là 16kg. 12-16kg chốt cho em hồng này, hồng nhạt mấy chị nha. Hồng nhạt dùm em nè. Đấy, size nhí 90 cho em nữa nha. Ôi hàng không da ké đẹp lắm luôn mấy chị. À, chắc phải rồi xuống lắm luôn nha. Mềm mịn. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em màu này, màu hồng nhạt mọi người nha. Hồng nhạt giùm em, áo khoác hồng nhạt cho em nữa nha. Y hình này phía sau nè, coi ghê chưa. Đấy, 90.000 cho em ha, 12kg cho đến là 16kg giùm em. 12-19kg giùm em nha cả nhà nha. Rồi hồng đậm em chốt cho chị Yến Ngân. Hồng đậm chị Yến Ngân giùm em 100k. Rồi hồng nhạt em còn 3 cái size nhí mọi người nha. Hồng nhạt size nhí giùm em 12kg đến 16kg mấy chị, 90 giùm em cái áo khoác. Rồi em có thêm cái màu xanh nữa mấy chị nè. Màu xanh, chị nào lấy xanh chốt cho em màu xanh nè, mèo xanh. Mã mèo xanh giùm em mọi người nha. Mèo xanh là bây giờ em còn size tầm khoảng là 12 cho đến là 16kg. Size đại em còn 2 cái tầm khoảng cỡ 28 cho đến 35kg giùm em. Đấy, chị nào lấy comment cho em mã này, mã mèo xanh giùm em mọi người. Mèo xanh giùm em nha, size nhí 90, size đại 100k nha. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, màu xanh nhìn mát mẻ ghê luôn ấy. Đấy, chốt cho em màu mèo xanh giùm em. Mèo xanh giùm em mọi người nha. 12 cho đến là 16kg. Xa đại tầm khoảng có 28 cho đến 35kg giùm em. Đây, chị nào chốt mã này comment em mã mèo xanh cho em mọi người. 90-100 nha mấy chị đẹp nha. Xa nhí 90 xa đại 100 cho em ạ. Rồi mèo xanh chị Yến Ngân. Chị lấy xa lớn đúng không? Mèo xanh xa lớn cho chị Yến Ngân này. Rồi mèo xanh cho chị Yến Ngân giùm em nha. Mèo xanh em còn xa nhí 12 cho đến là 15-16. Với lại một cái xe đại tầm khoảng có 28-30kg rồi nha cả nhà nha. Chị nào lấy mèo xanh cho em ha. 90-100 cho mọi người, xe nhí và xe đại 90-100. Rồi em lên cái bộ đi, bộ 3D cho bé gái rồi cả nhà. Chị nào lấy 3D cho bé gái nè mọi người. Rồi, cái hình gì ta? Cậu bé bút chì mấy chị. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em mã này mã hồng mọi người. Mã hồng thì cậu bé bút chì xinh này. Rồi comment cho em mã hồng giùm em nha. Mã hồng em có size bé tầm khoảng là 12kg cho đến là 33kg đó chị nha. 12-33kg là vừa giùm em. Đây cái mã này là hàng không lạnh, áo tay ngắn quần dài. 12-33kg và rồi đồ ngủ đó rồi. Để cho em mấy cục đồ ngủ. Rồi chốt cho em mã này nha mọi người nha. Đấy, cái mẫu 3D á, hình con gấu nhìn thẳng vô chị thấy luôn á. Rồi, ngố. Kiếm cho em mấy mẫu ngố cô tông nữa. Rồi, chốt mã này comment cho em mã này là mã hồng giùm em, size tầm khoảng là 12kg đến 33kg. Cái này là size nhí 80, size đại 90 cho em, áo tay ngắn quần dài nha. Nhí 80, đại 90, áo tay ngắn quần dài cho em nè. Vậy là chốt bộ này comment cho em mã này mã hồng mấy chị, mã hồng. Hàng thun lạnh đi ngầm 3D cho em mọi người nha. Đây, hiện tại em thấy đồ ngố không? Hiện tại em thấy có đồ ngố 3D, em lên ngố 3D trước cho mấy chị. Ngố tộc cô thông cho tụi em đi kiếm nha mấy chị. Em lên ngố 3D trước cho cả nhà này nha. Trời ơi, mẫu ngố 3D cũng đẹp lắm luôn á, size nó cũng to nữa mấy chị. Đây, bộ ngố 3D size tới 38kg đô lại luôn cả nhà nè. Chị nào chốt bộ này comment cho em mã ngố hồng giùm em. Cái đồ dài. Comment cho em mã này mã ngố hồng cho em nha. Ở phía trên nè chị. Phía trên đó, mấy cái mẫu có chữ NI đồ á. Rồi cái bộ hồng này nữa đấy. Rồi lấy mã này comment cho em mã ngố hồng mọi người. Ngố hồng em có size tầm khoảng 12kg đến 38kg. Còn cùng 38kg luôn mấy chị, bự lắm luôn á. Đấy, 12 cho đến 38kg em có size nha cả nhà nha. Size nhí là 70, size đại 80 cho em. Nhí 70 đại 80. Đấy, em lấy này, em lấy này. Nhí 70 và đại 80 giúp em á mã này á cả nhà ha. Hàng khung lạnh in hình 3D cho em, chắc phải mà sướng lắm mấy chị. Đấy. Rồi lấy mã này comment cho em mã này là mã ngố hồng giùm em nha. 70 80 bộ cho em cả nhà. Đây khung đồ ngủ với gái 12kg cho đến 38kg các size. 12 cho đến 38kg giùm em á cả nhà ha. Nè chốt bộ này comment cho em là mã này là mã ngủ hồng.
ngũ hồng giùm em nha, khóc vàng 24 kg ạ. Cái khóc vàng cho em, cái khóc vàng còn sai. Lấy cái hình khóc đấy, đừng có lấy cái hình đấy nữa. Lấy hình đấy hai màu, lấy hình khác nữa. Dạ, mã ngố này là 70-80 giùm em nha. Mã ngố hồng bé gái này 70-80. Trời ơi, đẹp lắm, hàng 3D mặt mát lắm luôn mấy chị. Mấy cái bộ nợ ý đó chị, bộ nợ ý đó, sát bên đó. Rồi ngố hình con gấu sát bên nữa luôn. Đấy, đúng rồi. Rồi, ngố 31kg chị Lâm Hiền cho đơn giùm em nè. Rồi, 31kg chị Lâm Hiền có đơn cho em nha, 80 cho em nha. Size nhí 70, size đại 80 mấy chị đẹp. Em có size tới 38 cái đô lại luôn, form rất là bự luôn. Rồi, để em lên ngố cô tông cho cả nhà nè. Dây đâu mất rồi. Rồi, chị nào lấy ngố hồng nữa cho em nha. Chỗ sale giá quá thì luôn mấy chị có 70-80 à. Rẻ lắm luôn á. Để em đi chút mở lên. Rồi đây em lên cái mã ngố này nha. Lên lại ngố hồng hả? Rồi cho em lại ngố hồng lên lại cho khách coi. Cái này vừa nãy. Ồ, cái mới cục mới vừa rồi ngoan ra luôn á. Đây ngố hồng này chị tìm nào ơi. Bộ ngố hồng mình cô bé dễ thương lắm. Đây nè. Xinh lắm nha. Hàng không lạnh in hình 3D giùm em nha. Đấy. Phái mã này cầm lên cho em, mã này mã ngố hồng cho em mọi người nè. Ủa phun đồ ngố bé gái cưng lắm mấy chị. Hàng thun lạnh chắc phải mặt cực kỳ mát luôn. Em xem mấy chị có 70-80 thôi, size nhí và size đại. Tầm khoảng là 10-12kg cho đến là 38kg mặt vừa. 12-38kg có size nha cả nhà nha. Đây, chị nào lại ngố hồng chốt em lại ngố hồng mấy chị. Xinh lắm luôn nha. Mẹ ngố hồng cho em nha mọi người. Ngố hồng dùm em mấy chị đẹp ơi. Ngố hồng 12 cho đến là 38kg cắt size cho em cả nhà ơi. 12-38kg à, chị lấy bộ ngố hồng 16kg size số 6 rồi. Ok chị Trần Đào rồi. 16kg size số 6. Rồi ok chị Trần Đào có đơn nha. 70-80 với chị. Size nhí và size đại 70-80 cho em. Rồi em qua một cái mã ngố hàng thun cô tông cho mấy chị đẹp nha. Lát nữa em lên hàng thun lạnh với chị, mấy chị lấy hàng thun lạnh thể thao. Thun lạnh thể thao này có xe bự á. Hàng thun lạnh mới với mấy mẫu đẹp mấy chị. Cái xe to đó. Trời, khó học. Đây em qua một cái mã này. Em qua bộ ngố hàng thun cô tông nè. Mã này có size tới 55kg nè. Áo khoác màu xanh đậu, à đúng rồi, chắc em chụp cục áo khoác màu vàng, tự xem chút quên cô chị kia rồi. Khóc vàng, khóc vàng với lại khóc xanh đậu, em coi rồi cái này còn sai. Khóc vàng này chị kia chốt 24kg. Hồi nãy chị Lệ Trần á, chị Lệ Trần chốt khóc vàng 24kg. Cái này của chúng ta. Và chị lại tròn 24kg nãy em hết size chị nha. Em còn cái này tầm khoảng 25-26kg à. Em hết cái size 24kg mất rồi. 24kg em hết nha chị lại tròn nha. Bộ caro này hả? Bộ caro này 45.000 nè. Cái bộ này bữa sale như ta. Ở cái mã này giờ cái hàng của nó em chưa có loay ra nên cái đống này giờ chưa like được đâu. Cái mã caro đấy để ý phụ chỉ dùng mấy size ra rồi sale luôn. Chị lấy xanh đậu cũng được, để em coi xanh đậu cũng còn không nha. Tại vì hàng lý sai. Xanh đậu 22kg cho chị gì ta chỉ 22kg. 22kg cũng hết sai, bắt đầu mấy chị ơi. Có xanh đậu 22kg chị Yến ăn em hết nha. Rồi xanh đậu 24kg chị Lệ Trần là có nè. Xanh đậu 24kg có nè. Ủa cái mã đấy sale nhưng mà giờ cái mã đấy nó cái hàng của nó còn nằm trong kia để dùng, bữa nào lấy ra xem nào luôn cho có bộ mình xem. Bữa nào em lấy cái riêng của nó ra em xem luôn, có size xem luôn chứ. Size to nhất là giờ không còn. Size 20kg không còn đâu nha, giờ hiện tại tầm như còn tầm khoảng cỡ 20kg đổ lại á. Nhưng mà cái hàng đấy bây giờ nó nằm ở trong góc trong xó rồi chưa kiếm ra nên thành em chưa có like được cái mẫu đấy đâu.
Rồi em lên cái mã ngố mấy chị nha. Lên bộ ngố cho bé gái hàng thun cô tông nè. Comment cho em mã mickey vàng nè. Xíu cộng 3 cộng 3 và bình tĩnh. Dạ chắc mai mới xíu được nha chị nha. Rồi chị nào lấy mã này, chị nào lấy mã này chốt cho em mã mickey vàng phun đồ ngố cho em nè. Đấy mickey vàng size tầm khoảng cỡ 24kg cho đến là 55kg mới size mọi người. 24 đến 55kg size này là size đại với cái cổ cho em. Đại cổ 100 và 101 cho em nha cả nhà nha. Đại cổ 100 101 cho em á, hàng thun cô tông nè, phun đồ ngố mẹ bé đó chị em nè. Tầm khoảng cỡ 24kg cho đến à, rồi ok, để ít bữa nữa em loi ra nó có em bán nha. Giờ nó nằm nó không tỉnh nào chả biết. Rồi chị nào chốt mã này comment cho em mã này là mickey màu vàng mọi người nha, mickey vàng cho em. Mickey vàng size tầm khoảng là 24kg đến 55kg cái size cả nha. 24 đến 55. Chị bấm lại chứ đừng nó bung cái bia. Rồi chốt mã này comment cho em mã này mã mickey màu vàng giùm em á cả nhà nha. Mickey vàng cho em mọi người, hàng thun cô tông cho em. Phun đồ ngố thun cô tông cho em cả nha. Không lo gì. Để rồi chị nào chốt mickey vàng chốt em nha mọi người nha, mickey màu vàng cho em nha. Phun đồ ngố bé gái đó cả nhà. Đây em lên tiếp đồ ngố cho bé gái đây. Mã ngố nội mấy chị. Ngố nội mẹ em còn tầm khoảng 35kg đổ lại. Đây chị nào chốt bộ này comment cho em mã nội màu xanh. Nội xanh em có size tầm khoảng là 10kg đến 35kg mọi người nha. Phun đồ ngố cho em nè. Ủa chắc khoảng mặt sướng lắm, phun cô tông chiếm phẩm giùm em. Size nhí 100, size đại 101 cho em cả nha. Ờ đơn chị chiều nay không có đi kịp đâu, chị không đi kịp đâu. Đơn mà chiều nay em like là phải soạn mai mới soạn đơn được. Là cũng phải tầm cỡ tối nay soạn hay tối nay soạn sáng mai hoặc là mốt chiều mai, sáng mai chiều mai mới ship được nha. Chứ trong ngày nay không có ship được, tại vì chiều nay là shipper đã đi đơn rồi. Rồi, chị nào lấy mã này chốt cho em mã này, mã NY màu xanh mọi người, phun đồ ngố cho em. Ai phun đồ ngố với gái vậy? Cái mẫu ngố này cái mẫu này là cái kiểu quần của nó không cái phải mà như cái kiểu ôm sát như là mấy cái mẫu phun ngố kia. Cái quần này vẫn cái kiểu mặt rộng rộng giùm em nha. Cái kiểu như quần lửng mà rộng rộng chứ không phải là phun quần ngố ôm sát như không. Rồi chị nào chốt bộ này comment lên là cái mẫu này mặc nó thoải mái lắm, mặc sướng lắm chị. Comment cho em mã này mã NY xanh nha, 10kg đến 35kg cho em. Size nhí là 100, size đại 101. Nhí 100, đại 101. Shipper Quy Nhơn người đẹp ơi. Chớ chủ nhật đơn tỉnh đâu có đi đâu mà ghé. Shipper Quy Nhơn lấy đơn rồi. Rồi ngố NY 31kg màu xanh chị Lâm Hiền. 31kg chị Lâm Hiền cho em nè. Trời mẫu ngố này mặc đẹp lắm luôn á. Dạ để lát nữa em đưa đơn xuống dưới kia soạn giao cho chị nha. Đây 31kg chị Lâm Hiền nè. Rồi chị nào lấy ngố NY nữa chốt em nha. 100 và 101 cho em cả nhà nha. Xin chút lòng đi lại gió để đi luôn. Trên 30 là xe bị lớn rồi đúng không? Xe đại xe đại 101. Rồi nó yên 101 35kg đổ lại cho em nha mọi người nha. Nào lấy nợ đi chốt em ha. Rồi em lên tiếp một mẫu đồ ngố nữa cho mấy chị đây. Đây ngố đây, chị nào lấy ngố nè. Chốt mã này comment cho em mã gấu vàng cho em mọi người, gấu vàng cho em. Đây tụi bộ gấu đẹp quá. Mã gấu vàng 10kg cho đến là 33kg có size nha. 10kg cho đến là 33kg giúp em là cả nhà nè. Chị nào chốt bộ này comment cho em mã này mã gấu vàng mấy chị. Gấu vàng 10kg đến 33kg cho em mọi người nè. Size nhí 90, size đại 100 nha. Hàng này hàng thun cu tâm chất phẩm là hiệu Lily cho em á. Chị nào lấy mã này comment cho em mã này mã gấu vàng mọi người nha. Gấu vàng cho em. Ờ, bữa chị có đơn mai giao luôn. Dạ rồi ok chị tìm nào. Rồi chị nào lấy mã này chốt em mã này mã gấu vàng cho em nha mọi người nha. Dạ hôm nay em không có lên đồ mẹ mấy chị ơi, lên đồ bé thôi nha. Rồi lấy mã này comment em mã gấu vàng cả nhà nha. Gấu vàng giùm em. Size tầm khoảng 10kg cho đến là 10kg cho đến là 33kg mà vừa cho mọi người ơi, 10 đến 33kg giúp em. Ai chị nào chốt mã này comment cho em mã gấu vàng giùm em nha. Gấu vàng thôi để em lên đồ bé trai cho mấy chị. Bộ bé trai này em còn những bộ này em sale nha mấy chị nè. Đây bộ này vừa cái áo thun cô tông chiếm phẩm quần caro cho em nè. Comment cho em mã caro xám mấy chị. Mã caro xám em còn bộ này size tầm khoảng cỡ 24-25kg mặc vừa. Caro xám 24-25kg sale mấy chị 95 ngàn. 95 ngàn chốt cho em mã caro xám nha mấy chị đẹp nha.
caro 18 95.000 bộ cho em vậy nha. Đấy. Lấy mã này comment cho em mã caro 18 chị yêu. Caro xám còn bộ 24 25 kg. Chốt cho em mã caro xám 95.000 mọi người nha, 95.000 mã caro xám giùm em còn con bộ nữa chị. Mã caro này cũng còn được con bộ mấy chị ơi. Thôi. Caro 18 cho em mọi người, caro xám cho em. Em còn bộ thun lạnh Adidas nè. Caro xám chốt chị. Ông caro xám 22 kg không vừa chị ơi. Mã nó 24 25 kg nha. 22 kg không vừa đâu. Rộng lắm luôn á. Rồi em đem bộ này cả nha. Lấy comment cho em mã đắt đỏ, em còn bộ 14 15 kg cho em. Đắt đỏ 14 15 kg còn có một bộ nè. Trời ơi, hàng thun lạnh đẹp lắm, còn có một bộ xem mấy chị 85.000 nha. Đấy xám em chốt chị Nguyễn Quy. Rồi mã này chốt em, mã này là mã đắt đỏ mọi người nha. Đắt đỏ 85.000 bộ cho em, size tầm khoảng là 14-15kg. 14-15kg caro xám 95. Rồi chốt mã này comment cho em mã đắt đỏ mọi người nha. Đắt đỏ giùm em, hàng thun lạnh thể thao mấy chị. Quần có xẻ túi hai bên cho em nè. Còn có 1 bộ 14-15kg. Em sale cả nhà mã này là 85.000. 85.000 bộ đắt đỏ cho em nha. Đắt đỏ 85.000 cho em mấy chị ơi. Rồi đem bộ này cho bé trai đây. Nào lấy mã này cho bé trai, size đại cho em. Đây, chốt bộ này comment cho em mã trắng. Bộ này là áo ba lỗ quần đùi với trai cho em mã trắng. Mã trắng size tầm khoảng là 24kg cho đến là 35kg mặt vừa. 24 đến khoảng 35-36kg giùm em nha. Đó, 24 đến 36kg mặt vừa cho em. Mã này dành cho em với chị 55.000 thôi. Mã trắng 55.000, 24 đến 35kg cho em mọi người nha. 35-36kg mặt ok nha, form to lắm. Đó, chị nào chốt bộ này comment cho em mã trắng cho em. Áo ba lỗ quần đùi với trai. Chốt cho em mã trắng mọi người nha. Mã trắng em theo 55k thôi. Trắng 55k cho em nha mọi người nha. Trắng 55.000. Tầm khoảng là 24 cho đến là 35kg mặt vừa, 35-36kg mặt vừa dùm em. Đấy. Đấy comment cho em mã này mã trắng nha mấy chị đẹp nha. Mã trắng dùm em nha. Rồi em lên bộ này còn lẻ size đây. Theo cho cả nhà luôn. Mã này em còn lẻ size nè mấy chị nè. Đấy. Ai chị nào lấy bộ này comment cho em bộ vịt tím mấy chị ơi, vịt tím. Mã vịt tím này là em còn được 3 bộ. Một bộ là tầm khoảng là 12-13kg với lại hai bộ tầm khoảng cỡ 32 cho đến 35kg mặt vừa. Ai, mã này giờ em xem mấy chị 99.000 mọi người nha. Mã này xem 99k chị nào chốt comment cho em bộ vịt tím. Nhí đại em xem nó 99.000 luôn. Đấy. Rồi chốt mã này comment cho em bộ vịt tím mấy chị, bộ bé gái này cưng lắm. Hàng thun cô tông chính phẩm, hàng nguyên WeBe cho em nha. Thông cô tâm chính phẩm hàng nguyên BB cho em. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Mã trắng 35kg em chốt chị Võ Ngọc Liễu. Trắng em còn tầm khoảng cỡ 33kg đổ lại nha. Mã trắng này em sale 55.000. Trắng em sale 55.000 mấy chị. Rồi chị nào đã comment cho em bộ việt tím nha. Việt tím này em còn được 3 bộ. Một bộ 12-13 với là hai bộ xe đại tầm khoảng cỡ 32 cho đến là 35kg. Ai. Trời ơi chất thun mạch sướng lắm. Hàng này nó cái chất hàng nguyên BB nè. Đấy, hàng thương hiệu nổi tiếng thì em nó tự nhớ cái hàng. Dạ không, việc này không có 37 chị. Việc này em không có 37kg rồi. Việc em không có 37kg nha. Việc em sale 99.000 cho mấy chị đẹp nha. Việc 99.000 cho em. Em lên cái mẫu này nó giống như mẫu việc mà như nó cũng lẻ size mất tiêu rồi. Ôi cái này em còn tới size M. Size M size của mẹ 50kg này chị nào lấy không? Ai? Mở cửa cho chị Nhi ơi. Rồi dạ rồi rồi đợi em xíu nha. Đợi xíu em lên bé trai nha. Rồi đợi xíu em lên hàng thun lạnh bé trai mấy chị nha. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em mã này mã hồng mọi người. Phun quần lửng á mấy chị. Mã này là phun quần lửng, quần có túi cho em. Phun cô tông chấm thẩm nguyên BB cho em nè. Rồi đẹp rồi chưa. Bộ hồng cho em nha. Bộ hồng này là em lẻ size. Còn một bộ 14-15kg. Một bộ tầm khoảng cỡ 24-25kg nè. Rồi một bộ tầm khoảng cỡ 30-32kg nha. Với lại hai bộ size cổ. Hai bộ size cổ là một bộ 45kg với lại một bộ 50kg giùm em.
Đấy, cái mã này size nhí với size đại cho em với chị 99 ngàn, còn size cù là 140 cho em mọi người nha. Size nhí 99 nhưng size cù là 140 nha. Trời ơi, mã size cù này giá cao lắm mấy chị. Đấy, hàng này đẹp lắm luôn ấy, xuất sắc luôn em nha. Rồi chị nào chốt bộ này comment cho em mã hồng cho mọi người lấy size rồi. Đây, đẹp lắm mấy chị. Đấy, một bộ 14-15, một bộ 24-25, một bộ tầm khoảng cỡ 30-32 với là hai bộ size cù cho em, size S với size M mấy chị. Đấy, size S với size M giùm em. Size S với size M là tầm khoảng cỡ 40kg cho đến là 50kg á, 40 đến 50 cho em nha. Rồi chị nào lấy comment cho em bộ hồng á cả nhà ha, mã hồng giùm em nha. Nhí đại là em size 99. Còn hai bộ size cù là 140 cho em nha mọi người. Rồi, chị nào lấy comment cho em mã lấy mã hồng cho em mấy chị đẹp ơi. Mã hồng giùm em. Rồi em lên bộ giày tây cho cả nhà nè. Lên bộ giày tây nha. Tay dài quần dài cho bé gái này. Rồi em lên tiếp tới chơi cho. Đây lên mã này tay dài quần dài bé gái giùm em. Lấy bộ này comment cho em mã này mã cô gái vàng. Cô gái vàng này em có size tầm khoảng là 10kg cho đến 33kg mấy chị. Đây, hàng khung cô tâm chấm phẩm. Áo tay dài quần dài giùm em. Đấy. Chốt mã này comment cho em mã cô gái màu vàng cho em. Size tầm khoảng là 10kg cho đến 33kg. Size nhí là 100, size đại 101 cho em mọi người. Nhí là 100, đại 101 giúp em nha. Đây, chị nào chốt mã này comment cho em mã cô gái vàng cho em. Cô gái vàng giúp em nha mọi người nha. Mã cô gái vàng cho em nha, đẹp lắm chị. Hàng này là hàng không cô tông chấm phẩm cho em á cả nhà. Chốt cho em mã này mã cô gái vàng 100, 101 cho em mấy chị. Mấy chị nào lấy đầm cho bé không? Em lên cái đầm cho bé rồi. Em lên một cái mã đầm cho bé gái nè. Ồ, cái mã đầm này dễ thương lắm. Bộ ngố hả chị? Bộ ngố 37kg này, hồi nãy em lên cái mã ngố Mickey màu vàng á. Ngố Mickey màu vàng em có size đại và size cù á. Em đang làm. Mickey vàng á chị, Mickey vàng này em có lên á. Rồi, em lên một cái mã đầm mọi người, trời ơi cái màu cưng ghê chưa? Comment cho em mã đầm này, mã đầm cam nha. Mã caro hồng đi mấy chị, mã caro hồng nè. Đây cái màu này màu hồng cam á chị, dễ thương lắm. Hàng hiệu Suken cho em. Caro màu hồng giùm em, size tầm khoảng là 10kg cho đó là 40kg cho size. 10kg đến 40kg giùm em nha. Kèm theo cái dây thắt lưng cho bé rồi mọi người nè. Size nhí 80, size đại 90 cho em nha. Đây, chị nào chốt mã này comment cho em mã caro màu hồng mấy chị đẹp. Caro hồng giùm em nha cả nhà nha. Trời ơi thương lắm mấy chị, dễ thương lắm luôn á. Đấy, chốt cho em mã này mã caro màu hồng nha. Đồ ngố chị lấy hàng 3D không? Hàng 3D em cũng có nhiều á. Thì cái hàng cô tông là cái bộ Mickey hồi nãy đó chị. Cái bộ Mickey màu vàng nãy nè, đưa em lên lại cái bộ Mickey vàng cho. Mickey vàng nãy em lên là cái size đó. Chứ đồ ngố mà hàng thông cô tông là size ba mấy cái, giờ hàng hiếm nó không có còn nhiều đâu. Đây nè, mã Mickey màu vàng nãy em lên nè, thông đồ ngố nè. Cái này em có size tầm khoảng là 24kg trên 55kg nè. Mickey màu vàng cho em nè. Size đại là 100, size cổ 101 cho em. Đấy, khung đồ ngủ một ô áo rộng cho em nè. Đây, lấy mã này là em có size nha chị đẹp nha. Mã Mickey màu vàng này em có size nha. 100 và 101 cho em. 100 và 101 cho em nha. 37kg là em có size nè, đấy á. Em coi thì mã này còn size không. Em có Mickey màu hồng nữa đây. Màu nu chứ, màu này gọi là màu nu. Mickey màu nu nè. Mickey màu nu cho em, Mickey nu là em có nhí đại. Ồ, 90, 100 và 101. Đây, Mickey màu nu cho em, 90, 100, 101 cho em. Rồi đầm caro hồng. Em chốt có gì vỏ ngọc liệu 40kg. Đây, lấy Mickey màu nu chốt cho em Mickey nu nha. 90, 100, 101 cho em. Size tầm khoảng là 10kg đến 50kg. Mã này em còn tầm khoảng 10 đến 50kg giùm em nè. Đấy, Mickey màu nu cho em ha. Đây, cái mạng hố này em có size nha. Mickey màu nu giùm em nha, chị đẹp nha. Rồi, mấy cái hàng này là đẹp lắm mọi người á chứ. Đa số bên em hàng đồ ngố hàng thun cô tông giờ còn có mấy màu đấy à. Cái size của bé chị là hàng về là hết liền. Giờ hàng nó bị lẻ size rồi không có còn đâu. Rồi. Mã đầm hồng là 80-90 cho em. Đầm hồng 80-90 cho em nha. Mickey màu nâu. Ồ ok, em chốt chị Mickey màu nâu. Không còn sai may nữa chứ. Em biết nó bị lễ sai. Rồi Mickey màu nâu cho chị Yến Ngân có nè, 37kg là size ra size cô cho em nè. Mickey màu nâu nè. Rồi 90, 100, 101 của chị 101 nha.
kilo 101 cho em. 27 kg. Mặc cô tôi thoải mái. Rồi. Đây để em lên cho mấy chị. Đây em còn bộ này em còn để size lên siêu cả nhà luôn. Cái này đâm hồng á chị ơi, đâm hồng đây. Ôi đầm hồng đẹp lắm á chị Hương Trần ơi. Đây nè, cái đầm hồng đẹp lắm luôn á, dễ thương lắm nha. Màu này màu hồng cam cho em nè, mọi người này màu hồng cam cho em. Kèm theo một cái dây thắt lưng cho bé nè mọi người nha. Đây, kèm theo cái dây thắt lưng cho em. Trời ơi, xịn sò ha. Đây, xuất sắc luôn em nha mọi người nha. Em có size tầm khoảng, bây giờ em còn tầm khoảng là 10 kg cho đến là 37 kg mấy chị. 10 đến 37 kg nha, kèm cái dây thắt lưng cho em. Trời ơi, quá xinh luôn, size nhí 80, size đại 90 cho em. Nhí 80 đại 90 chị nào lấy comment cho em mã caro hồng nha. Caro hồng giùm em, hàng này hàng hiệu Tuke mấy chị, cắt vải mềm lắm, mặc xuống lắm. Rồi, comment cho em mã lấy mã caro hồng cho em mọi người. Caro hồng cho em. Rồi, em còn được 3 bộ này của bé trai em sale mấy chị nè. Đây, bộ Naruto của bé trai màu trắng. Chốt cho em mã này là mã trắng cho em. Mã trắng này em còn được 3 bộ. Một bộ là 12, 14, 15. Một bộ 15, 16 với là một bộ tầm khoảng cỡ 22, 24 kg. Mã này bây giờ em xem mấy chị. Mã này giờ xem mấy chị 95 ngàn. 95 ngàn giùm em nha. Hàng này hàng hiệu Lily cho em. Dạ cái đầm nó phông to chị. Cái đầm phông to cho em nha. Cái đầm đấy là size số 14 của nó là 40 kg luôn rồi á. Nói chung là mấy chị cứ lên số kg đi. Em chốt đúng với theo số kg mấy chị chưa. Rồi chị nào lấy mã này comment cho em mã này. Mã bộ trắng mọi người nha. Không cô tông chính phẩm. Quần nó có hai túi hộp hai bên cho em nè cả nhà nè. Đấy, em xem mấy chị 95 ngàn bộ. Chốt cho em mã này mã trắng cho em. Mã trắng 95 ngàn bộ cho em mọi người nha. Một bộ 14 15, một bộ 15 16 với là một bộ tầm khoảng cỡ 22 24 kg. Đấy, 22 nó còn 25 kg mặt thường luôn á. Chốt coi mấy chị em mã trắng cho em, bộ Naruto trắng của bé trai. Mã trắng của bé trai cho em mọi người nha, trắng bé trai giúp em cả nhà nè. Bộ trắng của bé trai gì nữa mọi người. Trời ơi, em còn cái set mèo bé gái dễ thương lắm đây. Chị lấy đầm hồng 35 kg ok chị Hương Trần. Đây chị số 13. Rồi đây, chị nào lấy bộ này, lên set này comment cho mèo đen mọi người, mèo đen. Đầm caro hồng 25 kg em chúc chị Lê Ngọc Hân. Cái đấy hả? 80-90. Chị Lê Ngọc Hân, 25 kg số 9. Rồi, chốt mã này coi mấy chị mèo đen mọi người nè, xếp chung váy nha. Ủa, cái xếp váy này cưng mấy chị, còn có xếp size nhỏ 12-13 kg mặc vừa cho em. Đấy, mèo đen 12-13 kg cho em mọi người nha, xếp chung váy cho em. Ai xinh lắm. Đồ dễ thương quá cả nhà nè. Đấy, mèo đen còn xếp cho mấy chị 59 ngàn. Mèo đen 59 ngàn dùm em mọi người nha, còn có xếp thun cô tông chính phẩm cho em nữa nha. Vậy là chốt mã này coi mấy chị mã mèo đen dùm em 59 ngàn cho em mấy chị. Mèo đen 59 ngàn dùm em nha cả nhà nha. Chị nào lấy comment cho em mã này mã mèo đen nha, em còn có xếp cho mấy chị sale với chị luôn á. Mèo đen 59k cho em mọi người ơi, 59k mã mèo đen. Rồi để em lên lên thùng lạnh cho mọi người á. Mấy chị lấy áo len không? Mấy chị lấy áo len, em có áo len size nhí và size đại hàng mới về mấy chị. Mới có về hàng áo len size đại của bé trai. Ở nhà là ai lấy áo len không? Mấy chị lấy áo len không? Em lên cho. Rồi em còn cái bộ này, bộ dài tay cho em nè. Bộ dài màu nâu mọi người này. Ai chị nào chốt bộ này comment cho em mã nâu thì em còn được 3 bộ thôi. Một bộ 10-11 kg với là 2 bộ size số 5, số 6 tầm khoảng là 15-18 kg mặc vừa cho em. Ai lấy comment cho em mã nâu nha. Mã nâu này giờ xem mấy chị 95k luôn. 95k mã nâu cho em nha cả nhà nha. Lấy comment cho em bộ nâu. Bộ này là hàng thun cô tông chính phẩm mấy chị. Thun cô tông chính phẩm giùm em, chắc vải mặc sướng cực kỳ luôn. Ai rất là mát luôn ha. Đa dạng thoải mái giùm em cả nha. Thì nào chốt mã này comment em mã nâu giùm em nha. Mã nâu giúp em nha mọi người nha. Còn một bộ là 10-11 kg với là hai bộ tầm khoảng cỡ 15 cho đến là 18 kg giùm em ha. Len không, len em không có len bé gái size đại chị. Len bé trai size đại chứ còn len bé gái là size nhí thôi. Không có về len bé gái size đại. Thì nào lấy len bé trai size đại em lên, mới về len len bé trai size đại. Bé gái có 25 kg đủ lại. Không có size bự. Ồ, em còn một bộ dài tay bé trai nè.
Quần legging hả? Không chị, quần legging cỡ mỏng không có nha. Quần legging size nhỏ hầm 20kg đổ lại thôi. Rồi em lên bộ trắng mọi người nha. Mã trắng nha. Mã trắng áo tay dài quần dài. Hàng này là hàng hiệu chắc đấy nè. Chắc là hàng thun súc đó mấy chị. Đẹp lắm. Hàng hiệu gát nha. Em còn bộ này size tầm khoảng cỡ 22 cho đến là 25kg mặc vừa. 22 đến 25kg 90 cho em bộ này nha. Mã trắng 90 nha mọi người nha. Trắng 90 22 cho đến 25kg mặc vừa dùm em. Áo tay dài quần dài với trai cho em nè. Chị nào chốt mã này comment giùm em mã trắng chị ơi. Mã trắng giùm em nha. Dạ, quần chip em không có chị, quần chip không có size lố. Quần chip còn được có mấy set size 10kg không à. Bữa giờ bên em không có về thêm quần chip. Rồi, chị nào lấy bộ này comment cho em bộ trắng nha cả nhà nha, mã trắng giùm em nha. À em có bộ dài bé gái hàng xuất này. Bộ dài bé gái hàng xuất, chị nào lấy bộ này mã Elsa. Ai chị nào chốt bộ này comment cho em bộ Elsa màu xanh. Elsa màu xanh em còn bộ này size tầm khoảng 15-16 cái mặt vừa mấy chị, 90 cho em luôn. Đấy, lấy comment cho em mã này, mã Elsa xanh nha. Quần có túi mấy chị. Hàng thun cô tông chắc vải mặc sướng lắm. Cái chất này nói chung là nó không mỏng mà nó cũng không có dày á mấy chị. Cái này xe lạnh là mặc rất là sướng luôn này. Comment cho em mã này, mã Elsa xanh 15-16 cái mặt vừa. Mã này em còn có bộ Elsa xanh 15-16 cưới cho em nha. Rồi em có Elsa màu trắng mấy chị nha. Elsa trắng để em coi còn nhiêu ký đây. Elsa trắng em còn được 3 bộ. Elsa trắng em còn được 3 bộ sau tầm khoảng là 15kg cho đến là 25kg mấy chị nha. 15 cho đến 25kg chốt cho em mã này, mã Elsa màu trắng cho em. 15 đến 25kg mã Elsa trắng em nha nè. Đấy, 90 một bộ cho em mọi người. 15 đến 25kg có size cho em nha cả nhà nha. Chốt cho em mã này, mã Elsa trắng cho em. Elsa màu trắng giùm em mấy chị đẹp nha. Elsa trắng cho em nha mọi người nè. Đấy, Elsa trắng em còn được 3 bộ xem mấy chị 90 luôn. Chị nào lấy comment cho em mã này, mã Elsa màu trắng giùm em. Rồi mấy chị giờ muốn lên gì nữa em lên cả nhà. Là bé trai bé gái mấy chị đây ta. Thun lạnh hả chị? À thun lạnh đúng không? Mấy chị lấy thun lạnh đúng không? Rồi ok, để em lên. Em lên thun lạnh nha. Đây, dọn cái bánh này. Đắp thun lạnh qua. Thun lạnh ok mấy chị. Thun lạnh đây mấy chị ơi. Ui da. Tệ cái tay luôn. Đây cả nhà ơi, chị nào lấy thun lạnh em lên thun lạnh cho mọi người nè. Dạ thun lạnh quần dài chưa có về chị ơi. Mẫu chị nghe đang dạy chứ hàng chưa có mà. Lấy đâu mà lên. Rồi em lên thun lạnh nha mọi người nha. Mã này em còn được mấy bộ rồi, trời đẹp quá, hàng mới về. Đây, vậy là lấy bộ này chốt cho em mã này. Rồi, chị nào lấy mã này chốt cho em mã này, mã số màu nâu cho em mọi người, số nâu cho em nè, hàng thun lạnh này. Đấy, số nâu là bây giờ em còn số nâu bây giờ em còn size tầm khoảng là 28kg cho đến là 28kg đến 65kg giùm em mọi người nha. Còn tầm khoảng 28 đến 65 kg thôi cả nha. Đấy, quần có túi cho em nè, trời ơi, hàng thun lạnh cao cấp cho em. Size đại với size cổ là 101-125 ngàn cho em nha. Ai chốt cho em mã số màu nâu cho em. Cái áo này cổ một cổ tim mấy chị nè.
Đấy, áo cổ thêm cho em cả nha, số màu nâu cho em mọi người nha, 65kg lại. 101 và 125 ngàn size đại và size cổ cho em 28kg cho đến là 65kg cho em mọi người nha. 28 đến 65kg cho em nha cả nhà nè. Chị nào lấy comment cho em ạ, này mã số màu nâu giúp em mấy chị ơi. Số màu nâu, cái này em qua em like rồi, bây giờ lấy size rồi mấy chị. Số nâu giùm em mấy chị đẹp nha, mã số nâu cho em mọi người. 28 cho đến là 65kg. Chị lấy 75kg ạ, đây 75kg mẫu này cho em. Ủa, mẫu này em có size 80kg luôn á. Mấy chị lấy 80kg à. Đây, đợt này em về cái lô này phong to lắm luôn. Rồi, chị nào lấy cái này comment cho em mã số vàng nè. Ai mã số vàng giùm em nha, 28kg cho đến 80kg luôn mấy chị yêu nha. 28 cho đến là 80kg giùm em là cả nhà nè. Chốt cho em mã này mã số màu vàng giùm em. Số vàng. Cái này em có size đại với size cổ thôi, không có size nhí mấy chị. 101 và 125 ngàn bộ nha, hàng thun lạnh thể thao mấy chị. Quần có túi cho em nè. Thun lạnh thể thao cao cấp, đồ chắc vải mặc siêu mát luôn mấy chị. Hàng giá đây là mấy chị bán giá bao rẻ cho cả nhà luôn. Rồi chốt mã này comment em mã này mã số vàng giùm em mọi người nha, số vàng cho em nha. Rồi thun lạnh giờ nhiều mẫu em qua nhanh cho cả nhà luôn ha. Mã số vàng giùm em nha mấy chị đẹp nha, số vàng giùm em. 28 cho đến là 80kg em có size. Mã này em có tới 80kg luôn mấy chị. Đấy, chốt cho em mã đấy mã số màu vàng cho em mọi người, số vàng. Rồi em có cái bộ này. Nào lấy bộ này comment cho em, cái này em có nhí đại cồ. Ai lấy bộ này comment cho em mã bóng màu đỏ. Mã bóng màu đỏ size tầm khoảng 10kg và 80kg em chốt chị Nina Nguyễn này. Rồi, mã này comment cho em mã này mã bóng đỏ giùm em. Bóng đỏ em còn size tầm khoảng là 10kg cho đến 75kg mấy chị. 10 cho đến 75kg chốt cho em mã này mã bóng đỏ giùm em nha. Size nhí 100, size đại 101 và size cổ là 125.000. 100, 101 và 125k giúp em nha. Chị nào chốt mã này comment cho em mã này mã bóng đỏ giùm em, hàng thun lạnh thể thao cao cấp nè. Cổ chắc đẹp lắm luôn mấy chị. Đấy. Lấy comment cho em mã này là mã bóng đỏ giùm em đó mọi người ha. Bóng màu đỏ giúp em nha cả nhà nha. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi, bóng đỏ cho em. Đây. À, không lại quần có túi cho em mọi người nè, quần đều có thể túi hai bên hết cho em nữa nha. Đấy. Rồi lấy comment cho em mã bóng đỏ cho em nha. Bóng đỏ giùm em 10kg cho đến 75kg. Bóng đỏ anh còn 75kg hết cả nha. 10 đến 75kg chút em mã bóng đỏ mấy chị. Bóng đỏ giùm em. Em thêm mấy cục nữa. Rồi em lên tiếp mẫu này, số màu à. Tiếp tục mã số mấy chị. Mã số này còn 75kg đô lại nè. Ai, chị nào lấy bộ này comment cho em, bộ này là bộ số xám. Số màu xám nha mọi người, mã số màu xám. 28kg cho đến là 75kg em có size. 28 đến 75kg chốt cho em bộ này bộ số màu xám nha mấy chị đẹp nha, số xám giùm em. Đấy, size đại và size cổ 101 và 125.000. 101 và 125k giùm em nha mọi người nha. Chốt mã này comment cho em là mã số xám nha. Số xám giùm em mấy chị ơi nha, mã số xám giùm em. Rồi xám 75kg chốt chị Liên Ngang Nguyễn luôn. 275 chị Nina Nguyễn nè, 125.000 bộ cho em mọi người. Rồi số 8 là bây giờ em còn tầm khoảng là 60kg đổ lại nha mọi người nha. Số 8 bây giờ em còn tầm 60kg đổ lại thôi. Đấy, 28 đến 60 giùm em. Chị nào lấy số 8 cho em á, chị lên bên đấy lấy ôm giùm em mấy cục còn không lạnh nữa. Không lạnh cho thăng. Rồi chị nào lấy số 8 thì chú giùm em nha. Size tầm khoảng 28kg đến 60kg nha mọi người nha. Em còn 60kg đổ lại mấy chị đẹp ơi. 60kg đổ lại. Chốt cho em mã số màu xám. Không lạnh thở thao. Số xám rồi, để em lên tiếp mẫu cho mọi người nè. Chị cứ thì nó cũng là có cái nào kinh qua cho em kiếm cái nào mà các cái hiệu như này, cái hiệu như này mà có chữ Adidas còn ba còn ít đó. Em mấy mẫu đấy nó còn size bự. Rồi em lên tiếp cái mẫu này cho mấy chị nha. Đây chị nào lấy mẫu này chốt em nè mọi người. Mã này là giờ em còn size tầm khoảng cỡ 55kg đổ lại thôi. Mã này em còn 55kg đổ lại à. Chị nào lấy mã này comment cho em màu này, màu xanh đen cho em, xanh đen. Xanh đen thì em còn size tầm khoảng 28kg cho đến 55kg mọi người nha.
Mã này là 120 giùm em mấy chiều nha. Mã này là 120 giúp em nè cả nhà nè. Đấy. Đúng rồi, chị nào lấy cái này comment cho em mã này mà xanh đen cho mọi người, xanh đen giùm em. Xanh đen. Cái kiểu như này mà cái hiệu như này mà có chữ Adidas nữa. Kiếm cho em có cái chữ Adidas. Rồi, chị nào chốt bộ này comment cho em bộ xanh đen mọi người nha. Size tầm khoảng 28kg cho đến là 55kg mặc vừa, 28 đến 55kg. Mã này 120.000 cho em. Đấy, mã xanh đen là 120k cho em mọi người nha. Chị nào chốt comment cho em mã này là xanh đen cho em mọi người. Xanh đen giúp em cả nhà ơi, xanh đen giùm em 120. Rồi, em lên tiếp một bộ này em còn size tầm khoảng 65kg đổ lại. Chị nào lấy comment cho em mã này 65kg đổ lại nè. Size nhí, size đại và size cô giùm em. Nhí đại cô nha. Lấy bộ này comment cho em mã này mã bóng màu xám. Bóng màu xám giùm em cả nhà nha. Bóng xám em còn size tầm khoảng là 10kg cho đến là 65kg. 10 đến 65kg. Không, cái đấy mới lai rồi. 10 đến 65kg. Mã đấy mới lai rồi. Rồi, chốt mã này comment cho em mã này là mã bóng màu xám giùm em nha. 10kg cho đến 65kg đủ loại nha. Size nhí là 100, size đại 101 và size cô là 125.000 cho em mọi người. Ai chốt bộ này comment cho em mã này mã bóng màu xám thì mã bóng xám, bóng xám mọi người nha. Mã bóng xám giùm em 10 đến 65kg. Rồi, 10 cho đến 65kg chốt cho em bóng xám nha cả nhà nha. Bóng màu xám giùm em. Đây em có mã này em còn 80kg đủ loại nè. Lấy bộ này comment cho em mã vàng nè. Mã bóng vàng cho em mọi người nè, bóng vàng cho em nè. Đấy, bóng vàng 28kg cho đến 80kg cho em cả nhà nè. 28 cho đến 80kg chốt cho em bóng vàng, size đại và size cô 101 và 125.000. Đấy. Lấy bộ này chốt cho em mã này là mã bóng vàng mọi người nha. Trời ơi, hàng cũng lạnh thể thao này chắc vải mặc sướng lắm luôn á. Quần có xẻ túi hai bên hết cho em mọi người. Rồi lấy mã này comment cho em mã này mã bóng vàng nha, 28kg đến 80kg cho em. Bóng màu vàng cho em mọi người. Hàng thun lạnh thể thao cho em là cả nhà nè. Thun lạnh thể thao cao cấp chỗ chắc vải mặc đà lắm. Rồi lấy comment cho em mã này mã bóng vàng nha mọi người nha. Bóng vàng cho em cả nha. Có không? Không có đâu. Hỏi người chị. Rồi bóng vàng chị nào lấy bóng vàng nữa chốt em nha. Đấy, mã thể thao mấy mẫu đấy size bự đó, em mới về mấy mẫu đấy có size bự đó. Rồi em lên tiếp một bộ này em còn nhí đại. Mã đấy mà hôm qua ở dưới đấy có mấy cái bộ như vậy á. Đi ghi giấy không kịp mà tôi không nhớ. Mã đấy như 45 hay sao, 49 gì. Tại hôm qua hôm bữa có mấy bộ đi như vậy để chung một chỗ. Rồi mã bóng xám 18 hay là 35. Bóng xám 18. Bóng xám 18, ôi bóng xám 18kg em hết mất chị Ngọc Liễu ơi, em còn size 19-20kg à chị lấy không? 35kg là em có nha. 35kg có nhưng mà 18kg là hết rồi, chị có lấy không em chốt nha. Chứ sợ không có cặp chị không lấy. Rồi mã bóng vàng 50kg. Bóng vàng 50kg cho chị Ngân Kim nè. Bóng vàng 50kg chị Ngân Kim có đơn giùm em nha, 125.000 bộ cho em. Bóng xám 35kg là em có chị Ngọc Liễu nhưng mà 18kg hết, còn 19-20kg chị. Rồi, ai lên một cái mã này cho mấy chị, mã này là em có size nhí đại cả nha. Mã này size nhí đại tầm khoảng là 10kg cho đến là 38kg giùm em nè. 10 đến 38kg nè, chốt bộ này comment cho em mã này là mã đắt xanh cho em, đắt xanh. Ai đẹp lắm. Ôi chóc vải mà thiệt rồi, nó sướng cực kỳ luôn mấy chị, nó mát lắm luôn nha. Rồi comment cho em mã này là mã đắt xanh giùm em, size nhí và size đại 100-101. Nhí đại là 100-101 giùm em, quần có xẻ túi hai bên cho em mọi người. Chóc vải mà nó sướng bao chất hàng cho mọi người luôn ha. Mua hàng bên em được kiểm tra hàng trước khi nhận nữa mấy chị yên tâm luôn nha. Rồi lấy mặt bộ này comment cho em bộ này là bộ đắt màu xám, bộ đắt màu xanh mấy chị, đắt xanh cho em cả nha. Ai đắt màu xanh giúp em nha mọi người nha, đắt xanh chưa cái đăng chưa. Đắt xanh kia, cái này không mình. Rồi, lấy bộ đấy comment cho em bộ đắt xanh nha cả nhà nha, mã đắt xanh giùm em. Mã đắt xanh lấy 19kg luôn. Ồ, ok chị Ngọc Liễu nha. Rồi của chị là 19kg với lại 35kg có đơn nè. 19 35 1, 1, 1, 2, 5, 5.
Cái nào? Của chị Liễu hả? Chị Liễu là 100 với lại 101. 19 với 35. 19 là 100, 101, size cổ 125. Rồi ok chị Ngọc Liễu nè. Rồi, em lên vài mẫu pyjama cho bé gái này, chị nào lấy pyjama bé gái mấy chị. Em lên pyjama cho bé gái nha, trời ơi pyjama hình dễ thương lắm mấy chị. Hình nhìn rất là cưng luôn. Rồi đây, chị nào lấy bộ này chốt cho em bộ này, bộ mèo đỏ pyjama tay dài quần dài bé gái mấy chị nha, xem mấy chị 75 ngàn bộ thôi. Em còn size bé tầm khoảng là 12 kg cho đến là 23 kg. 12 đến 23 kg mặc vừa chốt cho em mã này, mã mèo đỏ mọi người này. Đây, bộ mèo đỏ pyjama, hàng này hàng lụa Thái mấy chị nha. Bộ pyjama này là chất của nó là chất lụa Thái, chất vải mà rất là mát luôn. Đấy, nhẹ lắm mấy chị, chất vải nhẹ cực kỳ luôn này. Trời ơi, cầm bộ đồ nó thích ghê luôn á. Rồi, lấy size 12 hả? Rồi ok chị. Rồi, chị nào chốt bộ này comment giùm em bộ này, bộ mèo đỏ mọi người nha. Mã mèo đỏ giùm em nha, size tầm khoảng là 12kg cho đến là 23kg nha, kêu 75 ngàn. Bộ vàng vàng cho tối lên em lấy nha. Ngay chỗ em ngồi nhìn thẳng vô thấy có bộ vàng vàng. Lấy đắp xanh cặp luôn. Đắp xanh sai cặp luôn. Đúng rồi. Đấy, lấy số 12. Đắp xanh sai cặp 35kg. Với lại là 18kg. Còn 18kg. Rồi, ok chị Ngọc Liễu nha. Đây, 35 với 18 thì em làm ok, chị có đơn giùm em ha. Rồi, chị nào lấy bộ pyjama chốt giùm em nha, mã mèo đỏ nha mọi người nha. Bộ pyjama mèo đỏ giùm em cả nha. Bao nhiêu đó? Không, bỏ vô khỏi không đi hết được. Mèo đỏ giúp em nha mọi người nha, mã mèo đỏ cho em. Rồi em có cái bộ pyjama này cái kiểu cái này dạ đồ ngố 60kg em hết rồi chị. À đây đây. Rồi lấy bộ này comment cho em mã mèo xanh. Mèo xanh này cái kiểu của nó là cái kiểu khung áo baby doll nè mấy chị nè. Đấy kiểu pyjama là khung áo baby doll nè. Trời ơi xinh lắm. Đây tay áo có bo luôn giùm em mọi người nha. Mèo xanh em còn size tầm khoảng là 12kg cho đến. Em còn một bộ 12-13kg. Với lại một bộ tầm khoảng là 16-18kg mặc vừa. Đây cái phần quần cũng có ống bo luôn cho em mọi người nè. Đấy hàng lụa Thái chắc khoảng mặt xuống. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ này bộ mèo xanh mọi người nha. Mã mèo xanh cho em. Mèo xanh giúp em ở nhà nha. Một bộ 12, 13 và một bộ 16, 18 kg cho em 75 ngàn bộ. Pyjama này là 75 ngàn bộ giùm em nha mọi người nha. 75 ngàn bộ cho em. Chúc cho em mã pyjama màu xanh. Mấy chị cục ở đây chút đi. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ này Mickey màu vàng mấy chị nha. Mickey vàng cho em. Mickey vàng là em còn một bộ 12-13 nè, một bộ là 15-16 với là một bộ tầm khoảng cỡ 18-20kg mặc vừa nha. Đấy, chốt bộ này comment cho em mã Mickey màu vàng 75.000 bộ pyjama bé gái. 75.000 một bộ pyjama bé gái giùm em nha cả nhà nha. Ai chị nào chốt bộ này comment cho em nè, đẹp lắm mấy chị. Đấy, mã Mickey màu vàng giùm em bé gái mọi người ha. Mickey vàng của bé gái cho em cả nha. Chốt comment cho em Mickey màu vàng mấy chị đẹp nha, mã Mickey vàng cho em nha. Mickey vàng cho em mọi người ơi, mã Mickey vàng cho em. Rồi em có bộ gấu xanh em còn được 2 bộ. Gấu xanh này em còn được 2 bộ, một bộ là 14-15kg và là một bộ 16-18kg giùm em. Một bộ 14-15kg và một bộ 16-18kg, chốt cho em bộ này là bộ gấu xanh 75.000 bộ giùm em. Đấy, quần có bo luôn em nha, chắc lụa Thái chị chắc vải mệt mát lắm. Comment cho em mã này mã gấu xanh cho mọi người nha, gấu xanh giùm em. Một bộ là 14-15 và một bộ là 16-18 nếu mà vừa cho em nữa nha. Chốt cho em mã này mã gấu xanh mấy chị đẹp. Gấu xanh cho em nha mọi người nha, mã gấu xanh giùm em. Gấu xanh một không để ra là xong. Đây em còn một cái bộ này của bé trai nè, mã sọc của bé trai. Bộ này là bộ sắc nách mấy chị. Đây, bộ sắc nách cho em nha. Bộ ba lỗ sọc xanh cho em, mã sọc xanh. Bộ này size tầm khoảng cỡ 34-35kg. Mã sọc xanh 34-35kg xem mấy chị, 55.000 mấy chị nha. 55.000 chốt cho em mã này, mã sọc xanh khô mùn đùi mấy chị nè. Đấy, khô mùn đùi giùm em nha mọi người nha. Sọc xanh giùm em 55.000, xa tầm khoảng cỡ 34-35kg là vừa.
34-35 kg mà vừa, chốt comment cho em mã này, mã sọc xanh cho em nữa nha ơi. Sọc xanh 34-35 kg giúp em nha. Mã sọc xanh 34-35 kg cho em. Đây, em lên bộ này bé trai, bộ vai lộ bé trai luôn. Sale cho mấy chị luôn. Thun cô tông luôn mấy chị yêu nha. Đây, bộ này thun cô tông chính phẩm này, chốt cho em mã đỏ này. Bộ này sắc nách cho em. Đây, mã đỏ em có size tầm khoảng cỡ 10 kg đến 25 kg cả nha. Cho mấy chị là 55.000 bộ luôn mấy chị, 55.000 bộ luôn, chốt cho em mã đỏ. Đỏ 55k mấy chị yêu nha, đỏ 55.000 giùm em. Em còn size tầm khoảng cỡ 10 kg cho đến là 25 kg. 10 cho đến 25 kg chốt cho em bộ đỏ mấy chị yêu, thun cô tông chính phẩm sale 55.000 bộ. Đấy, comment cho em bộ đỏ nha mọi người nha, mã đỏ giùm em nha. Bộ đỏ của bé trai cho em. Mã đỏ của bé trai cho em mọi người ơi, đỏ bé trai, đỏ 22 kg em chốt giữ nha. 55.000 bộ giùm em. Rồi, đỏ chị Yến Ngân nha. Rồi em còn đồ dài bé trai. Dạ có, chị có hàng thun thun 3D á. Em có hàng thun loại 3D á. Em lên cho. Rồi đây, chị nào lấy bộ này có chốt cho em mã này là mã nhện xanh nè. Nhện xanh em còn được 2 bộ nè. Một bộ là 24-25 kg với là một bộ 30-32 kg mặc vừa. Em xem với chị 85.000 bộ. Nhện xanh 85.000 bộ giùm em mọi người nha. Nhện xanh 85k cho em. Em còn được 2 bộ thôi. Một bộ tầm khoảng là 24-25 kg với lại một bộ tầm khoảng cỡ 30-32 kg mặc vừa. Hàng này hàng thun cô tông chính phẩm nè. 85.000 bộ giùm em, chốt cho em mã này mã nhện xanh 85k. Nhện xanh 85k nha. Hai bộ bé trai mà hàng dài tay đúng không? Dài tay bé trai 40 kg. Dài tay bé trai 40 kg để em lấy đồ 3D cho chị. Hàng thun lạnh 3D cho em nè. Rồi, dài tay lấy cho em bộ này nha. Bộ bé trai 45 kg hả? 45 kg thì hiện tại em có hàng thun cô tông đồ đùi chứ không có đồ dài chị. Đồ dài 45 kg chưa có chị Thương Võ ơi. Có hàng thể thao với lại bộ đùi thun cô tông á. Rồi em lên bộ dài. Em lên bộ dài 3D này, bé trai 40 kg nè. Đây, chị nào chốt bộ này comment cho em mã này mã đen cho mọi người, mã đen. Đồ đùi hả? Đồ đùi dạ có. Đồ đùi em có bộ LV, bộ Nike á. Rồi lấy mã này comment cho em mã đen mọi người nha. Mã đen giùm em. Mã đen này em có size tầm khoảng 12 kg đến 40 kg mấy chị. Đây dài quần dài cho em nè. Thun lạnh in hình 3D cho em. Đấy, mã này size nhí 85, size đại 95 cho em. Nhí 85 và đại 95 ngàn bộ giùm em nha mọi người nha. Ai chị nào chốt mã này comment cho em mã đen cho em nha. Mã đen 85-95 ngàn bộ, áo tay dài quần dài cho em nè. Hàng thun lạnh in hình 3D giúp em nha. Đấy, bộ đấy em có size 40 kg đấy. Rồi, mã đen giùm em á cả nhà ha. Đen 16 kg em chốt chị Nguyên Nguyên. Em 16 kg chị Nguyên Nguyên có đơn nè. Rồi, chị nào lấy đen rồi chốt em nha mọi người nha. Ờ, 85. Chị Phương Võ 45 kg nè. Chưa em chưa like đấy. Đây chị Phương Võ lấy hàng thun lạnh không? Hàng thun lạnh thịt thao nè. Về mẫu này có size lớn này chị. Lấy bộ này bộ bóng xám cho em nè. Mã bóng xám này là em còn size tầm khoảng là 10 kg cho đến là 10 kg cho đến là 65 kg giùm em nè. Mã bóng xám em có size 10 kg đến 65 kg này cả nhà nè, hàng thun lạnh thể thao cho em nè. Đấy.
10kg đến 65kg giùm em nha. Size nhí 100, size đại 101 và size cụ 125k cho em nè. Đây, hàng phân loại đến còn 65kg đủ loại nha. Cái này em còn 45kg chị Như ơi. Đấy, mã này chốt hôm em ha, mã bóng màu xám. Mã bóng màu xám cho em cả nhà nha. Bóng xám giùm em 10 cho đến là 65kg. Dạ 3D em còn. À, bộ đó chị mới nhận rồi hả? Rồi vậy để em coi thử coi bộ nào để em lên cho. Đây em lên cái bộ 3D 40kg nữa đây. Chị nào lấy 40kg nè. 3D này tay dài quần dài nè. 3D tay dài à, cho em cái mã 3D này mẹ Batman đó. Là đỏ nè. Ở dưới đất này lo nha. Rồi lấy bộ này comment cho em mã này. Mã nhện đỏ mọi người. Nhện đỏ cho em. Đây, bộ nhện đỏ cho em nha. Size tầm khoảng 12kg đến 40kg mặt vừa cho em nha. 12 đến 40kg cho em mọi người nè. Với lại bộ Batman đó. Hồi nãy có lấy một bộ Batman. Đây này có chốt cho chị Nhi rồi nè. Rồi lấy bộ này comment cho em mã này mà. Mã nhện đỏ giùm em mọi người nha. Nhện đỏ cho em nha cả nhà nha. Ờ, có bộ thun lạnh ba lỗ hả? Thun lạnh ba lỗ. Dạ có chị, có thun lạnh ba lỗ. Rồi 11 hả? Size số 11 đỏ. Size số 11 đỏ cho chị Bạch. Rồi số 11 đỏ cho chị Bạch nè. Rồi nhện đỏ 16kg. Đó, 85, 95. Ờ, cái này 16kg. 16kg em lấy size số 5 nha chị Nguyên được không? Hồi nãy em chốt chị bộ kia size số 6. Nhưng mà giờ cái này hết số 6 rồi em chốt số 5 được không? Số 5 tầm khoảng 15-16kg á. Phải nhện đỏ. Rồi nhện đỏ 85-95 giùm em mọi người nha. 85-95 cho em dĩ đại. Hồi nãy em có cái hình Batman nữa. Batman đâu ta? 85-95. Dạ 85-95. À đây Batman đây. Em lên Batman cho nè. Chị nào lấy Batman không này. Batman em còn 40kg luôn nè. Dạ ok chị. Rồi chị nào lấy Batman nè. Còn mấy chị em mặc Batman áo tay dài quần dài nè. Batman cho em. Đây Batman 12kg đến 40kg em có size nha. Size nhí 85, size đại 95 cho em mọi người nha. Nhí 85 và đại 95 cho em một bộ cho em. Hàng thun lạnh in hình 3D với trai mấy chị nè. Bộ chắc quả mặt mát lắm luôn mấy chị, rồi đã lắm cả nha. Đấy. Đấy bộ này comment cho bộ này bộ Batman nha. Mã Batman giùm em cả nhà nha. Mã Batman giùm em. 12 đến 40kg em cắt size nha mọi người. 12 cho đến là 40kg mặt cùi cho em. Chốt cho em bộ Batman. Em lên cái mã hàng thun lạnh mẫu mới nè. Mẫu mới này em còn lấy size còn được mấy bộ đây. Rồi em lên ba lỗ cho. Ai, mã mới chị nào lấy mã này chốt cho em nè. Rồi đẹp lắm luôn á. Rồi lấy bộ này comment cho em mã đắt vàng mọi người nha. Đắt vàng em còn size 50kg cho đến là 80kg mấy chị ơi. 50 cho đến 80 cho em mọi người nè. Size cổ cho em 125.000 bộ. Ai chị nào chốt mã này comment cho em mã đắt vàng cho em 50 đến 80kg cho em mọi người nha. Ôm to lắm luôn vậy nha. 50kg đến 80kg mặc vô tư thoải mái cho em hả? 125.000 cho em. Quần có túi hàng thun lạnh thật ha. Cái này em có size tới 80kg mấy chị. Đấy, chị nào chốt mã này comment cho em mã đắt màu vàng giùm em nha. Chị Phương Võ đợi em xíu em lấy ba lỗ cho. Rồi mã đắt vàng giùm em nha. Chị nào lấy đắt vàng chốt đắt vàng 80kg đủ loại cho em mọi người. 50kg cho đến là 80kg cho em hả mọi người ha. Để comment cho em mã đắt vàng. Đắt màu vàng, đắt màu vàng cho em. Rồi đây đắt em còn màu xám. Đắt màu xám em còn một bộ nữa mấy chị. Đắt xám em còn có một bộ này. Bộ này size tầm khoảng của 70-75kg mặt rồi. Mã đắt xám 70-75kg cho em. Chị nào lấy bộ này còn mấy chị. Mã đắt xám 125.000 bộ mấy chị. Đắt xám em còn một bộ 125.000 nha. 70-75kg mặt vừa cho em nè. Một bộ rất là bự luôn mấy chị yêu nha. Đấy 70-75kg mặt vừa cho em mã đắt xám á. Em thấy như chỗ kia có một bộ màu cam. Chỗ cái đóng màu lửa lửa nè. Có bộ màu cam này cầm. Em coi thử phải cái mẫu này nè. Đây ở phía dưới á, độ đóng thun lạnh hồi nãy kêu để mình like á, có bộ lẻ lẻ ra chỗ đấy á. Có một bộ cam lẻ hàng ngòi. Hàng ngòi có một bộ thôi, một bộ lẻ. Cái chồng chị mới rồi luôn á, cái chồng ngay cái tay. Hàng ở trong tí xíu. Hàng ở trong tí. Đấy, chị thấy có bộ màu cam không, lẻ lẻ không? Đúng rồi. Rồi, Adidas màu vàng 75kg cho chị Lĩnh Trí. Áp vàng 75kg chị Lĩnh Trí nè. Chị Lĩnh Trí em lấy bộ này em dùng đơn chị rồi cho đi luôn nha.
phải size 1 ít. Rồi em có bộ này 1 cam mọi người. Chị nào lấy mã này comment cho em mã số 1 cam, cho em số cam. 125. Rồi adapt màu xám một chút, chị lĩnh ký luôn, lá xám luôn bộ dưới đó. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ này bộ số cam mọi người nha, số cam còn được 2 bộ. Size tầm khoảng cỡ 55. Dạ 75 kg size ít như 1XL chị, phong này to lắm chị. Nó không phải như cái hàng kia size số 2 đâu. Mã này phong to lắm nha. Rồi lấy bộ này comment cho em mã này mã số cam giùm em, số cam em còn 2 bộ. Size tầm khoảng cỡ 55 đến 65 kg. 55 cho đến 65 kg chốt cho em mã này mã số cam mọi người nha. Số cam giùm em 55 đến 65 kg nè cả nhà nè. Đấy 125.000 bộ cho em size cổ mới chị. Đúng rồi, đúng rồi. Chốt cho em mã này mã số cam mọi người nha. Số cam giùm em còn được 2 bộ mới chị nha. Rồi em còn mã đắt này màu xanh lạ. Đây đắt xanh, đắt xanh. Đắt xanh em còn bộ này tầm khoảng 50-55 kg vậy nha. Đắt xanh này bộ này tầm khoảng 50-55 kg giùm em 125.000. Đấy, chị nào lấy bộ này còn mấy chị mã này mã đắt màu xanh giùm em. Đắt xanh nha, hàng thun lạnh thể thao quần có túi với chị nè, chắc khoảng mặc sướng tùy luôn. Đấy, chốt bộ này còn mấy chị mã đắt xanh cho em ha. Rồi để em lấy hàng thể thao ba lỗ chị Phương vỏ nè. Ba lỗ. Dạ 70 kg mặc vừa chị nha. Tầm khoảng 70 đến 75 kg là mặc ok nha. Rồi đây chị nào lấy thể thao ba lỗ em lên mã nai nè. Mã nai hàng su chim cho em. Nai này em còn tầm khoảng cỡ 50 kg đủ lại. Đây chị nào chốt bộ này comment cho em mã nai nè. Nai xanh cho em mọi người, nai xanh. Đấy màu này màu xanh ngọc, có mấy chị màu xanh ngọc cho em nha. Rồi chốt cho em mã nai xanh mọi người nha. Size tầm khoảng là 12 kg đấy. Bộ này size tầm khoảng 12 kg cho đến là 12 kg cho đến là 50 kg cho mình mọi người nha, 12 đến 50 kg cho em. Đấy, dạ rồi mỗi bé gái đợi xíu lên ha. Rồi lấy bộ này comment cho em bộ này là bộ nai xanh giùm em mọi người nha, mã nai xanh cho em 47 kg em chốt chị Phương vỏ này. Đây mã nai xanh thử đẹp lắm, 100, 101, 125 ngàn. 47 kg chị Phương vỏ rồi, nai xanh bây giờ em còn tầm khoảng 45 kg đô lại nha cả nhà. Nai xanh bây giờ em còn 45 kg đô lại nha. Nào lấy rồi chốt cho em ha. 125. Xe cổ. Cái gì 22 chứ. Đúng rồi. Rồi nai xanh này. Đây em có tiếp một màu nai màu xám. Tôi lấy cho em 2 cái cục. Sắc tường, sắc lắc đó. Rồi em có nai màu xám nha chị nha, nai xám là em còn tầm khoảng là 10 kg cho đến là 70 kg, 10 kg đến 70 kg cho em mã nai xám nha mọi người nha, nai xám 10 đến 70 kg cho em, đấy, 10 cho đến là 70 kg mới sai nha cả nhà nha, chị nào chốt mã này comment cho em mã nai xám nha mọi người, nai xám 10 đến 70 kg cho em mấy chị ơi. Size nhí 100, size đại 101 và size cổ là 125k. Đấy, chốt cho em bộ đấy, bộ nai xám. Hàng thun lạnh, sắc lách ba lỗ. Rồi em lên mẫu này nha, lên màu xanh này cho em, cho chị nè. Ai, lấy bộ này comment cho em mã ba lỗ xanh nè. Mã ba lỗ xanh này size tầm khoảng 10kg đến 70kg luôn dùm em mọi người. 10kg cho đến 70kg dùm em, chốt cho em mã ba lỗ màu xanh cho em 10 đến 70kg. Quần đều có túi luôn. Rồi mẫu này đẹp lắm luôn. Mẫu này em có đăng hình mẫu này. Đẹp lắm. Đấy. Chốt cho em mã này mã ba lỗ màu xanh nha. Rồi mã xanh này em chốt chị Phương vỏ. Xanh em chốt cho chị Phương vỏ. Ok chị Phương vỏ nè. Rồi chị nào lấy xanh này chốt cho em 70 kg đô lại nha mọi người nha. Size nhí, size đại, size cổ 100, 101 và 125 ngàn cho em mọi người. Quần có túi, thun lạnh. Hàng thun lạnh thể thao cao cấp nhà em đó chị nha. Trời chắc phải mặc đẹp lắm.
Đấy, cho em một xanh cho em. Đây, em lên một màu xanh này nữa này. Á xanh này em có màu này nữa chị. Nó nhiều màu mà nó cái kiểu nó hơi tựa nhau á. Em có tới 5-6 màu hả? Đây. Đấy, lấy cái màu này comment cho em cam đi. Comment cho em xanh cam, mã xanh cam cho em. Mã xanh cam giùm em nha, xanh cam cho em mọi người này. Đây, nó phối màu cam cho em nè, cam vàng lộn xộn đây. Đây, mã xanh cam này em còn size tầm khoảng cỡ 10kg cho đến là 70kg luôn. 10 đến 70kg chốt cho mã xanh cam mọi người nha. Ủa, mấy màu này đẹp lắm, mua màu lạ nó chịu không? Đấy, xanh cam hàng hiệu Su Chin cho em mọi người nha. Hàng hiệu Su Chin chốt cho em màu này màu xanh cam mọi người nha, xanh cam cho em nè. Đây, màu xanh cam cho em. Tầm khoảng 10kg cho đến là 70kg có size. 10kg cho đến 70kg không có size nha cả nhà nha. Chốt cho mã xanh cam giùm em. Rồi xanh cam em chốt chị Phương Võ luôn. Một trăm hai hả? 120 là giá đó là giá mới còn ở đây 80-90 80-90 hả? Giá xe chưa? Thấy hồi chị nghe đó. Cái bộ đó chị Ngọc kiểm rồi. Xuống đó chị Ngọc, cái mẫu đó chị Ngọc kiểm. Tôi đâu kiểm, tôi đâu nhớ không? Chị Ngọc nó lên thế mà hỏi lại chị Ngọc đó. Nói mẫu đó chị Ngọc kiểm đó, bữa mà ngăn về nôn nóng đó. Rồi chốt cho đây bộ em đang lấy nè. Ôi cái bộ xanh cam này em hết 47kg rồi chị Phương Võ ơi, còn size bự lắm. Để em lên màu khác cho nha, cho em màu một màu nữa. Cái mẫu như này nè. Để em lên màu khác cho nha, màu này hết size mất rồi. Hả? 47kg số 19 đó. Số 18, 19 đó. Có màu nào rồi lấy. Ồ ngố bé gái đúng không? Ngố bé gái. Em đi kiếm ngố ra nè. Số 19 cái màu này. Ai chị Phương Võ chị lấy màu này. Màu này gọi là gì ta? Màu xanh lá ha. Màu xanh lá cho em á. Xanh lá 65kg đổ lại. Màu này màu xanh lá 65kg đổ lại cho em mọi người nha. Chốt cho em màu này màu xanh lá cho em. Ai xanh lá 10kg đến 65kg cho em nha. 10 cho đến 65kg chốt cho em bộ xanh lá cho mọi người nha. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Size nhí 100, size đại 101, size cồn 125.000. Đấy. Chị nào lấy mã này comment cho em mã này, mã xanh lá giùm em nha. Xanh lá cho em mấy chị đẹp, xanh lá giùm em. Mã này comment cho em xanh lá nha mọi người ơi, mã xanh lá giùm em nha. Rồi, chị nào chốt nữa, mẫu này chốt giùm em nha. Xong em nghỉ xíu mấy chị nha, lát mình vô lại giùm em nha cả nhà. Có chốt không? Em nghĩ xíu rồi lát vô lại nha. Không, bỏ cái bộ xanh cam đi, bộ xanh cam đâu có sai đâu chốt. Rồi chị Phương Võ có lấy xanh lá chốt ha. Rồi mấy chị ở gì à, xanh lá 47kg cho chị Phương Võ nè. Rồi ok chị nè. Ok chị Phương Võ nha. Rồi cả nhà em ra vô lại giùm em xíu nha mọi người nha. Mấy chị ra lát nữa tầm khoảng cỡ 3 giờ em lên lại, 3 giờ 3 rưỡi để em lên lại chị. Để em soạn lại hàng rồi lên lại nha mấy chị sau nha. Bye bye mọi người nha. Lát vô lại giùm em nha cả nhà.